Chương 211, lịch luyện qua đi, đề bạc rõ rệt. Hơn 50 tên đệ tử tiến vào lịch luyện tháp, khiêu chiến thành công hơn 30 người, ngạnh kháng đến cuối cùng là tiêu tội kỹ, cũng đem ghi chép dừng lại tại 2 canh giờ rưỡi, cái này rất bình thường. Theo môn phái đến nay, tiêu tội kỹ đi cũng là cường hóa nhục thân lộ tuyến, tại lịch luyện thân thể tầng thứ nhất, cười đến cuối cùng hợp tình hợp lý, còn tầng thứ hai lịch luyện, khiêu chiến thành công đệ tử không ai đi lên bởi vì gượng chống gấp 10 lần trọng lực về sau, từng cái tinh bị lực tẩn, lịch luyện tháp tầng thứ nhất vì thân thể thối luyện, viễn hóa ra cùng loại linh hồn hình thái, trên thực tế thì là dựa theo đệ tử thân thể tiến hành trăm phần trăm đến mô phỏng, trọng lực áp chế xuống, thân thể mang đến thống khổ, trở về bản thể về sau, cũng có thể khắc sâu cảm nhận được, như vậy, là sao để này chủng loại giống như linh hồn hình thái, đi thay thế chân chính thân thể thối luyện. Bởi vì không phải các đệ tử đều có cực mạnh thân thể, nếu như lấy bản tôn chi thể đi chống lại gấp 10 lần trọng lực, rất có thể sẽ trực tiếp bị ép vẫn lạc. Còn tầng 2, tầng 3 lịch luyện, lịch luyện phương thức khác biệt, khẳng định càng thêm hung hiểm vạn phần. Mô phỏng đệ tử thân thể, lấy linh hồn hình thái đi lịch luyện, dù là khiêu chiến thất bại, cũng đơn giản cũng là bị phạt. Đây chính là lịch luyện tháp, một loại có thể cho đệ tử tránh bớt thương vong, đồng thời lại có thể làm được toàn phương vị thối luyện chỗ tu luyện. Hô, ngoài tháp, Lý Thanh Dương bọn người nằm trên đồng cỏ gấp rút hô hấp, cũng có một loại thân thể không thuộc về mình cảm giác, gấp 10 lần trọng lực lịch luyện, sau phòng tập luyện thoải mái nhiều. Khiêu chiến thất bại đệ tử, cũng bị tự động đưa ra đến, nằm trên đồng cỏ vẫn là trên mí mắt lật, toàn thân kịch liệt run rẩy lịch luyện trong tòa tháp khiêu chiến thất bại, tuy nhiên sẽ không tử vong, nhưng mang đến trừng phạt thì tương đương với chết một lần, còn loại này tác dụng phụ, cũng sẽ kéo dài cả ngày. Hôm sau, quân thường tiếu sớm rời giường, thân thể cảm giác mệt mỏi tiêu tán, người cũng biến thành tinh thần chấn hưng, hắn tại chỗ nhảy mấy cái nói, cảm giác nhẹ không ít, đi vào huấn luyện phòng, mang theo linh năng nắm tay phải trùng điệp đánh vào máy khảo nghiệm bên trên, hiện ra sen vì 9 cân, quân thường tiếu nói, so với hôm qua đề bạc hơn 100 cân, lấy hắn hiện tại tu vi cùng nhục thân cường độ, tiến vào phòng tập luyện tạo nên cả ngày, lực lượng đề bạc cơ hồ không có. Tại lịch luyện tháp lịch luyện một giờ, đề bạc 100 cân, tiến bộ vẫn là rất rõ ràng. Hệ thống nói, ký chủ đề bạc không chỉ là lực lượng, còn có nhục thân cường độ, kiên trì bền bỉ lịch luyện tiếp, tất nhiên được ích lợi không nhỏ. Quân thường tiếu nói, cái này lịch luyện tháp làm coi như không tệ, coi như đem điểm cống hiến toàn soát ánh sáng, cũng là vững vàng không lỗ. Lúc trước là cưỡng ép tự an ủi mình, hiện tại là thật cảm thấy giá trị. Tiếp nhận càng nhiều thời gian Lý Thanh Dương bọn người, sau khi đứng lên đều có người nhẹ như yến cảm giác, lực lượng cũng cũng khác nhau trình độ đề cao. Ha ha ha, Lý Thượng Thiên cùng hai giống như in, tại diễn võ trường phía trên nhảy tới nhảy lui, nói, ta cảm giác, ta lập tức nhanh lên thiên. Rất nhiều lịch luyện qua đệ tử, tiến về huấn luyện phòng trắc thí, nhìn thấy lực lượng sau khi tăng lên, đều mừng rỡ như điên. Cái kia lịch luyện tháp, quả thực bưu hãn đi, đi, đi lịch luyện, nếm đến ngon ngọt đệ tử, tốt vết sẹo quên đau, vội vàng đến hậu sơn càng tô tiểu mạc cùng Lý Phi ba người, hôm qua nghĩ đến đánh chết đều không chơi, kết quả chạy so ngoại môn đệ tử đều nhanh. Bọn họ ý là, đánh chết đều không chơi, chỉ cần đánh không chết, vậy liền chơi. Nhưng, khi bọn hắn đi vào hậu sơn, lịch luyện tháp tầng thứ nhất lưu quan lấp lóe hiển nhiên có người nhanh một bộ đi vào, người nào, Lý Thanh Dương, tiêu tội kỹ, dạ tinh thần. Ba người sau khi đứng lên, đều không đi trắc thí, thì cảm nhận được nhục thân cường độ cùng lực lượng có đề bạc không nói hai lời trước đến rèn luyện. Đi đi, đi vào, két, cửa tháp tự hành mở ra, tô tiểu mạc không chút do dự đi vào, thân thể dừng lại, lấy mô phỏng ra hình thái leo lên tầng thứ nhất, điền thất cùng Lý Phi theo sát phía sau, tô tiểu mạc, khiêu chiến lịch luyện tháp tầng thứ nhất, điền thất, khiêu chiến lịch luyện tháp tầng thứ nhất, Lý Phi, khiêu chiến, làm ba người đứng tại hư vô mờ mịt mảnh đất, cẩn trọng âm thanh vang lên, gấp 10 lần trọng lực trong nháy mắt ép thân thể bắt đầu hoàn toàn mới khó chịu hành trình, thôi bất kiện, Lý Thượng Thiên bọn người lần lượt lên, trong khoảng thời gian ngắn, trong tầng thứ nhất thì hội tụ hơn 70 tên đệ tử, bên trong, có lần thứ nhất tiến hành lịch luyện, đột nhiên tiếp nhận gấp 10 lần trọng lực, biểu hiện trên mặt nhất thời đặc sắc, bành, mấy phút đồng hồ sau, lần lượt có hai tên đệ tử đào thải, bọn họ là mới nhập môn đệ tử, không hoàn toàn thích ứng phòng tập luyện tạo nên, liền chạy đến tiến hành trọng lực lịch luyện, khẳng định trực tiếp quỳ. Ngồi tại ngoài tháp trên tảng đá quân thường tiếu, nỉ non nói, lịch luyện vài phút, suy yếu cả ngày, cái này không phải là lãng phí thời gian A, hệ thống nói, cho nên, ký chủ cần chế định tiến vào lịch luyện tháp yêu cầu, từng, quân thường tiếu bắt đầu suy nghĩ, kết hợp thôi bất kiện cùng lý thượng thiên bọn người biểu hiện, cuối cùng quyết định, không có ở phòng tập luyện trải qua hai tháng tạo nên đệ tử cấm đoán nhập lịch luyện tháp, hơn nửa canh giờ, thân ở lịch luyện tháp hơn 60 tên đệ tử lại bị đào thải hơn phân nữa. Bất quá, lần thứ hai khiêu chiến thất bại đệ tử, tại về thời gian muốn so với hôm qua chống đỡ lâu một chút chút, điều này nói rõ, có tiến bộ, trước một bước lịch luyện Lý Thanh Dương ba người, thuận lợi vượt qua nửa canh giờ, lần nữa khiêu chiến thành công. Thành công không có nghĩa là kết thúc, bởi vì bọn hắn muốn truy cầu cực hạn thân thể thối luyện, cho nên vẫn tại ngạnh kháng gấp 10 lần trọng lực. Tô Tiểu Mạc cùng Điền Thất mấy người cũng tại khiêu chiến cực hạn, hy vọng có thể chống càng lâu. Chỉ muốn tiếp tục đệ tử, không có người quan tâm khiêu chiến thành công, chỉ để ý có thế lịch luyện càng lâu, lại hoặc là đi khiêu chiến tiêu tội kỷ lập nên kỷ lục, lịch luyện tháp ghi chép công năng. Cũng là tại khích lệ đệ tử đi nỗ lực phấn đấu, chỉ là tô tiểu mạc bọn người ở tại thân thể tạo nên bên trên, kém xa tiêu tội kỷ điên cuồng, ngạnh kháng một lúc lâu sau, khó có thể chịu đựng tự động rời đi. Tầng thứ nhất lại còn lại Lý Thanh Dương, tiêu tội kỹ cùng dạ tinh thần ba người, không thể thua, phải chống đỡ đi xuống, đỉnh lấy gấp 10 lần trọng lực dạ tinh thần, nắm chặt quyền đầu, mặt gân tay tuôn ra, làm một tên vũ đế, khẳng định có không chịu thua ngạo cốt, đáng tiếc, đoạt xá chung quy chỉ là đốn củi thiếu niên, thân thể tạo nên phía trên lại so tiêu tội kỹ muộn thật lâu, cuối cùng cùng Lý Thanh Dương cùng một chỗ thua trận, hai người so với hôm qua nhiều chống đỡ 10 phút, tiến bộ vẫn là vô cùng rõ rệt, hô, hô. Lý Thanh Dương cùng dạ tinh thần viện cửa đi ra, lần nữa co quắp trên đồng cỏ, lần nữa cảm nhận được thân thể không thuộc về mình mùi vị. Tiêu tội kỹ còn tại kiên trì, rất nhanh đạt tới 5 giờ, đuổi ngang hôm qua chính mình sáng tạo kỷ lục. Cái này không thể kết thúc, phải phá mới cao, chỉ là gượng chống hơn 10 phút sau, khó có thể chịu đựng trọng lực bất đắc dĩ lui về. Kỳ quái, nhìn thấy tiêu tội kỹ lão đảo đi ra, quân thường tiếu khó hiểu nói, tội kỹ so với hôm qua chống đỡ thời gian muốn lớn lên, làm sao không có sáng tạo kỷ lục mới. Hệ thống nói, kỷ lục mới muốn tăng lên nửa canh giờ mới có thể được công nhận, thì ra là thế. Quân thường tiếu hiểu rõ, muốn cho lịch luyện tháp tán thành kỷ lục mới, phải ngạnh kháng đến 3 canh giờ. Cái này không thể nghi ngờ có chút độ khó khăn, mà tiêu tội kỷ lưu lại kỷ lục, dù là chính hắn muốn đánh vỡ, cũng không phải một hai ngày có thể làm được. Chương 212, không thể khinh thường lục thiên thiên. Ngày thứ hai, các đệ tử làm qua thể dục buổi sáng về sau, quân thường tiếu tuyên bố, không có ở phòng tập luyện tạo nên hai tháng đệ tử, cấm đoán nhập lịch luyện tháp, không thể thừa nhận tầng thứ nhất trọng lực, đi vào thì quỳ, không thể nghi ngờ là tại lãng phí thời gian. Chưởng môn, Lý Thanh Dương nói, huấn luyện phòng phòng tập luyện không nhiều, mấy trăm tên đệ tử an bài không đến. Trước kia còn là trên dưới 100 tên đệ tử thời điểm, phòng tập luyện liền có chút hút hàng, bây giờ 500 tên đệ tử khẳng định càng khổ cực, Quân Thường Tiếu trầm tư sơ qua, đi vào huấn luyện phòng, mua 10 đài phòng tập cơ thể, cũng mệnh lệnh hạ xuống, tạo nên qua 2 tháng trở lên đệ tử, không cần lại đi vào tạo nên. Dạng này, vấn đề thì giải quyết, tuy nhiên vẫn là rất hút hàng, nhưng ít ra có thể cho đệ tử mỗi ngày tiến đi tu luyện một đoạn thời gian, bởi vì linh lực trận duy trì tiêu hao, cùng vừa tốn hao rơi 200 điểm, Quân Thường Tiếu hiện tại điểm cống hiến chỉ còn lại có, rất bi kịch rất không có cảm giác an toàn, bất quá, làm cho đệ tử mạnh lên, theo mạnh nhất tông môn rảo bước tiến lên, dù là toàn tiêu hết cũng sẽ không đau lòng vì, môn phái còn có 49 bảy cái trống chỗ, chiêu đầy lại có thể kiếm lời không ít điểm cống hiến, quân thường tiếu nỉ non nói, trong lòng của hắn đã có lần nữa mở sơn môn, chiêu đệ tử tính toán, cứ như vậy, thân thể không mạnh đệ tử, trước lấy phòng tập luyện tạo nên làm chủ, đạt tới yêu cầu đệ tử tiến vào lịch luyện tháp lịch luyện, đương nhiên, quân thường tiếu cũng không thể nhàn rỗi sau khi ăn cơm tối xong hội một mình tiến vào lịch luyện tháp tầng thứ nhất mở ra thân thể phía trên khó chịu lịch luyện tại sao muốn đến tối nhân làm đệ tử đều lịch luyện qua chính mình đi tiếp nhận trọng lực tạo thành thần sắc dữ tợn sẽ không bị bọn họ nhìn thấy thân là đứng đầu một phái muốn thường xuyên bảo trì uy nghiêm lần thứ hai lịch luyện quân thường tiếu rất nghiêm túc không chỉ có khiêu chiến thành công còn gượng chống hơn hai canh giờ tại nhục thân cường độ bên trên hắn cũng không yếu tại tiêu tội kỹ, dù sao mua tạo nên máy về sau, cũng là thường xuyên tạo nên suốt cả đêm. Hô, đầy sao trải rộng đêm hạ, quân thường tiếu nằm trên đồng cỏ gấp rút hô hấp, sắc mặt dần dần mở giãn ra. Đây là hắn lần thứ ba đi vào lịch luyện, gượng chống ba canh giờ. Tuy nhiên phá mất kỷ lục, nhưng bởi vì trưởng môn thân phận, cho nên lịch luyện tháp không cho thừa nhận. Tính toán, tính toán, kỷ lục là cho đệ tử một loại khích lệ, chính mình không cần thiết để ý. Ừm. Nhưng vào lúc này, quân thường tiếu phát hiện một bộ áo trắng lục thiên thiên trong đêm tối xuất hiện, sau đó đứng ở cửa tháp trước, nữ nhân này làm sao không ban ngày lịch luyện, chẳng lẽ, phải gìn giữ một cái băng lãnh mỹ nữ ứng phải có độ sao, lục thiên thiên phát hiện trưởng môn, nhưng chỉ là nhìn một chút, liền đứng dậy tiến vào lịch luyện tháp, hưu tầng thứ nhất lưu quan lấp lóe chiếu sáng chung quanh, cẩn trọng âm thanh vang lên, lục thiên thiên, khiêu chiến lịch luyện tháp tầng thứ nhất, quân thường tiếu nỉ non nói, nàng không có đi qua phòng tập luyện tạo nên lần thứ nhất có thể chống đỡ mấy giờ đã rất không tệ lần này có thể chống đỡ bao lâu két theo không gian giới chỉ lấy ra lúc trước mua sắm cơ giới đồng hồ bấm dây bắt đầu vì lục thiên thiên tính toán thời gian khoan hãy nói đổi mới khu mua sắm mua sắm một chút nhìn như không dùng thương phẩm có lúc thật có thể thể hiện một chút như vậy giá trị tới sau một tiếng cẩn trọng thanh âm vang lên lần nữa lục thiên thiên khiêu chiến thành công quân thường tiếu không ngoài ý muốn, để ý là, nữ nhân này có thể hay không đạt tới hai canh giờ rưỡi, thời gian tiếp tục đi, toàn thân rã rời quân thường tiếu buồn ngủ đột kích, sau cùng nằm tại bãi cỏ ngủ, trong tay cầm đồng hồ bấm dây còn không ngừng nhảy lên, 4 giờ sau, lịch luyện trong tháp truyền đến thanh âm, đệ tử khiêu chiến kết thúc, lục thiên thiên lấy ba canh giờ, trở thành lịch luyện tháp tầng thứ nhất người giữ kỷ lục, lần thứ hai lịch luyện, thế mà là phá mất tiêu tội kỹ sáng tạo kỷ lục, đáng tiếc, quân trưởng môn quá mệt mỏi ngủ như cùng chết heo căn bản không nghe thấy thanh âm két tháp cửa mở ra lục thiên thiên sắc mặt tái nhật đi tới nếu như quân thường tiếu nhìn thấy lại được kinh ngạc không thôi bởi vì gượng chống sau ba canh giờ nàng lại còn có sức lực hành tẩu cái này lịch luyện tháp thân thể lịch luyện sau cực hàng lịch luyện trận mạnh hơn không ít lục thiên thiên nỉ non cũng nhìn thấy nơi xa tiếng ngáy mà lên trưởng môn chèo chống suy yếu thân thể hướng nội viện đi bất quá đi không có mấy bước dừng lại, sau đó trở về quân thường tiếu trước mặt, trong con ngươi vẫn là băng lãnh một mảnh, hừng đông về sau, quân thường tiếu đột nhiên mở to mắt, nói, ta thế mà là ngủ, ừm, chuẩn bị lên, phát hiện trên thân đắp có tấm thảm, di lưu nhàn nhạt mùi thơm, quân trưởng môn trong nháy mắt phán đoán ra, cái này không chỉ có là mùi thơm của nữ nhân vị, vẫn là lục thiên thiên, làm một cái lớn tuổi độc thân cẩu, thế mà là có thế theo mùi thơm bên trong phán đoán ra là ai, Quả nhiên Thiên Phú dị bẩm a, à, đem tấm thảm xếp lên. Quân Thường Tiếu nỉ non nói, còn biết quan tâm chính mình cái này trưởng môn. Quả nhiên người lạnh tâm không lạnh đây, lại nói nữ nhân kia chống bao lâu? Quân Thường Tiếu vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía lịch luyện tháp, chỉ thấy tầng thứ nhất phía trên viết có người giữ kỷ lục, lục Thiên Thiên, thời gian ba canh giờ. Giác thần sắc sững người, nữ nhân kia phá mất kỷ lục, làm qua thể dục buổi sáng, ăn xong điểm tâm về sau. Lý Thanh Dương bọn người tiếp tục đến rèn luyện tháp lịch luyện, khi thấy tầng thứ nhất kỷ lục bị lục thiên thiên phá mất, từng cái ngay ra như phỏng, ta thiên, tô tiểu mạc cả kinh nói, hôm qua đều không gặp đại sư tỷ tiến đến, lúc nào đem tiêu sư đệ kỷ lục phá mất, tiêu tội kỹ gãi gãi đầu, bội phục nói, đại sư tỷ thật lợi hại, hắn hôm qua lần thứ ba lịch luyện, chỉ so với lần thứ hai nhiều chống đỡ hơn 20 phút, dựa theo loại nhịp điệu này, đạt tới 3 canh giờ chí ít cần mấy ngày nữ nhân kia quả nhiên không đơn giản, dạ tinh thần ám đạo, tại tử vong cốc thi triển ra băng hệ thuộc tính, liền để hắn rất kinh ngạc, bây giờ ngạnh kháng ba canh giờ, thực lực không thể kinh thường, lục thiên thiên thân là nữ lưu hạng người, chiếm cứ lịch luyện tháp tầng thứ nhất kỷ lục, để rất nhiều nữ đệ tử mừng rỡ không thôi, các nàng vốn là có chút không dám tiến vào, nhưng ở đại sư tỷ kỷ lục khích lệ một chút, cuối cùng bước vào lịch luyện tháp, lập chí muốn trở thành võ giả. Chứng minh ai nói nữ tử không bằng nam lăng uyên tuyết cũng đi vào, tuy nhiên sạch có thế khiêu chiến thành công, nhưng ít ra có dũng khí. Cứ như vậy, theo lục thiên thiên kỷ lục sinh ra, nam đệ tử không chịu thua, càng thêm điên cuồng lịch luyện, nữ đệ tử nhận cổ vũ cũng lớn gan tu luyện, toàn bộ thiết cốt phái, tu võ chi phong càng thêm nồng đậm, đứng tại lịch luyện ngoài tháp, nhìn lấy các đệ tử ra ra vào vào, thấu phát mục cổ ta muốn trở nên mạnh hơn khí thế quân thường tiếu hiện ra vui mừng mỉm cười tới buổi tối hắn không tiến vào lịch luyện đang đợi lục thiên thiên quả nhiên đại khái tại rạng sáng thời điểm nữ nhân kia khoan thai tới chậm quy ngồi tại thạch đầu phía trên quân thường tiếu hô muộn như vậy không đi ngủ còn đến rèn luyện lục thiên thiên nói trưởng môn không phải cũng không ngủ a à. quân thường tiếu đem tấm thảm lấy ra nói đây cũng là ngươi đi trưởng môn đưa ta một cái vòng tay ta đưa trưởng môn một cái tấm thảm Lục Thiên Thiên nói, quân thường tiếu im lặng nói, bổn tọa đưa nhưng là băng hệ vòng tay, ngươi đưa một cái tấm thảm, lúc này tặng cũng quá giá rẻ đi. Lục Thiên Thiên trầm mặt, tại tử vong cốc mang lên băng hệ vòng tay thời khắc đó, nàng thì ý thức được, trưởng môn đưa vòng tay ẩn chứa băng hệ chi lực, có thể đề bạc chính mình băng hệ cường độ, nếu không, không có khả năng phong ấn hỏa long thú 4 năm hơi thở thời gian. Lục Thiên Thiên nói, lịch luyện tháp hẳn là một loại cấp bậc cao chí bảo, trưởng môn có thể phân ra nam nữ lịch luyện khu sao, quân thường tiếu hơi chút cân nhắc, nói, có thể là có thể, bất quá, hắn đi tới nói, ngày hôm nay trước tiên cần phải cùng bổn tọa đi vào chung lịch luyện, lục thiên thiên liễu mi hơi nhíu, quân thường tiếu nói, bổn tọa chỉ là muốn nhìn một chút, ngươi cái này đại đệ tử, rốt cuộc mạnh cỡ nào thân thể, có thể phá mất kỷ lục, chương 213, quân thường tiếu suy luận. Lịch luyện tháp tầng thứ nhất, quân thường tiếu sắc mặt dữ tợn đang chịu đựng gấp 10 lần trọng lực. Hắn tiến đến đã hai canh giờ, tuy nhiên so hai lần trước nếu có thể thích ứng điểm, nhưng tư vị vẫn là không dễ chịu. Ngược lại, đứng ở bên cạnh lục thiên thiên, trao mày, cái trán treo mồ hôi, nhưng nhìn lại nhẹ nhõm nhiều. Một khắc này, quân thường tiếu rốt cuộc minh bạch, nàng là sao đối phòng tập luyện không hứng thú, nguyên lai thân thể đã rất mạnh, không cần thiết lại đi tạo nên. Tuổi không lớn lắm, tu vi cao thâm, còn có đặc thù băng hệ, cái này đại đệ tử thật là không đơn giản nha, thiên thiên, quân thường tiếu đỉnh lấy trọng lực, khó nhọc nói, ngươi đến cùng lai lịch gì, lục thiên thiên nói, ta không lai lịch, không lai lịch. Có quỷ mới tin, quân thường tiếu nói, ngươi nắm giữ thánh phẩm linh căn còn có băng hệ thuộc tính, cần phải xuất thân đại gia tộc đi, lục thiên thiên thần sắc khẽ giật mình, thầm nghĩ, hắn làm sao biết ta linh căn mua sắm huyển quan mặt cảnh về sau, trong môn phái trừ chu hồng bên ngoài, chỉ có quân trưởng môn có muốn nhìn hay không có muốn biết hay không đương nhiên quân thường tiếu lại nói có lẽ đến từ đại tông môn đi nghe được đại tông môn ba chữ lục thiên thiên ánh mắt hơi có lắc lư tuy nhiên nữ nhân này rất cốt che giấu đi qua nhưng vẫn là bị quân thường tiếu bắt được sau đó thầm nghĩ nhìn lấy nữ nhân này thật đến từ đại tông môn thánh phẩm linh căng tuyệt đối tam lưu tông môn cất bước nàng nếu là đại tông môn bên trong người tại sao lại đi vào thanh dương quận chính mình cái này bất nhập lưu môn phái đâu một khắc này hông cùng con nang chiếm hữu quân trưởng môn bắt đầu tiến hành đốt não suy luận sau cùng ra kết luận là chính mình quá đẹp trai trong lúc vô tình bị nàng phát hiện không tiếc thoát ly đại tông môn cũng muốn đầu nhập vào thiết cốt phái suy luận rất có logic cũng rất kín đáo ai có thể tìm ra sai lầm đây nha lục thiên thiên nói chuyện của ta trưởng môn vẫn là không nên biết cho thỏa đáng quân thường tiếu nói ngươi chắc là tại tông môn làm nên chuyện gì chỉ có thể bị ép rời đi, thiết cốt phái cũng là vì lánh nạn, ngoặc kép ngoặc kép, chính mình nói rất rõ, hắn còn muốn suy đoán, gặp nữ nhân này trầm mặt, quân thường tiếu nói, nhìn lấy, bổn tọa đoán 89 phần 10, lục thiên thiên không nói nữa, đem tâm thần đặt ở chống lại trọng lực bên trên, quân thường tiếu nói, một ngày là ta thiết cốt phái đệ tử, cả một đời là ta thiết cốt phái đệ tử, nếu có kẻ thù tìm tới cửa, bổn tọa sẽ vì ngươi làm chủ, lục thiên thiên nhìn lấy hắn, nói, nếu như ta kẻ thù là Vũ Hoàng, là Vũ Thánh, trưởng môn có thể vì ta làm chủ sao? Vũ Hoàng, Vũ Thánh, nữ nhân này kẻ thù mạnh như vậy. Lục Thiên Thiên nói, trưởng môn vẫn là đem tâm tư thả đang phát triển môn phái lên đi. Chuyện của ta, chính ta sẽ xử lý. Lục Thiên Thiên, nghe kỹ, quân thường tiếu đem hơi uống lượng thân thể nhô lên đến, nói, ngươi kẻ thù dù là cao cao tại thượng vũ đế, thân là thiết cốt phái trưởng môn, cũng đều vì ngươi làm chủ. Lời nói này âm vang mạnh mẽ, nói phi thường cường thế, nhưng ở gấp 10 lần trọng lực hạ, vốn hẳn nên rất nghiêm mặt mặt, lại vẫn hiện lên giữ tận hình, lục thiên thiên ngạc nhiên, phù phù, bởi vì nói chuyện phân tâm, quân đại trưởng môn ngã trên mặt đất, linh hồn thể sắp vỡ nát lúc, vội vàng dâng lên rời đi suy nghĩ, lục thiên thiên thủ tại tầng thứ nhất, bên tai quanh quẩn trưởng môn mới vừa nói câu nói kia, sơ qua, khóe miệng lần đầu tiên xuất hiện một vòng mỉm cười, cái này băng sơn nữ nhân, lại cười vốn là tướng mạo bất phàm lục thiên thiên, cười rộ lên bộ dáng thật là có thể dùng nhất tiếu khuynh thành, tái tiếu khuynh nhân quốc để hình dung, đáng tiếc, viện cửa đi ra ngoài quân trưởng môn không thể mắt thấy, hôm sau, tại quân thường tiếu ý niệm thao túng hạ, lịch luyện tháp tầng thứ nhất, bị chia cắt thành hai cái khu vực, một cái cung cấp nam đệ tử lịch luyện, một cái cung cấp nữ đệ tử lịch luyện, nữ đệ tử khu tu luyện, quân trưởng môn còn cố ý phân chia ra hơn 20 cái không gian độc lập, để các nàng có thế đơn độc huấn luyện, không có cách, nữ hài tử hoặc nhiều hoặc tiếp sẽ để ý trang dung, tiếp nhận trọng lực mang đến không tốt hình ảnh bị nhìn thấy, khẳng định sẽ ảnh hưởng trạng thái. Quả nhiên, tách ra về sau, sớm nhất một phe gia nhập môn phái nữ đệ tử, tại độc lập khu vực bên trong, không gì cố kỵ đi tiếp nhận gấp 10 lần trọng lực, lần lượt có người thuận lợi khiêu chiến thành công. Lăng uyên tuyết tiến bộ cũng rất rõ ràng, theo thoạt đầu 3 hơn 10 phút tăng lên tới 50 điểm đa phần chuông khoảng cách khiêu chiến thành công cũng nhanh, không có bị đặc thù ưu đãi các nam đệ tử, hoàn toàn như trước đây đứng tại tầng thứ nhất, sắc mặt dữ tợn như là như ma quỷ tại gượng chống, cũng không phải dựa vào mặt ăn cơm tiểu thịt tươi, chỉ cần có thể để thân thể cùng lực lượng đạt được đề bạc, coi như ngày ngày vặn trong ngóng khuôn mặt bọn họ cũng vui vẻ, có lịch luyện tháp về sau, Lý Thanh Dương bọn người tạm thời phóng khí tu luyện linh lực, lấy thối luyện thân thể làm chủ, dù sao cơ sở đánh vững chắc, đối về sau võ đạo sẽ có sự giúp đỡ to lớn, đời trước thua thiệt qua dạ tinh thần, càng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cho nên chỉ cần ngày thứ hai khôi phục lại, liền sẽ ngựa không dừng vó đi lịch luyện thân thể, một thế này, chỉ cần đánh thật kiên cố thân thể, thành tựu vũ đế về sau, phá vỡ hư không chắc chắn dễ như trở bàn tay, đỉnh lấy gấp 10 lần trọng lực dạ đế, ánh mắt lấp lóe mãnh liệt lộng lẫy, cũng cuối cùng chống đỡ lấy hắn, chịu tới hai canh giờ rưỡi còn chưa đủ, còn có ba canh giờ chờ lấy đi siêu việt, 10 ngày sau. Thiết cốt phái đệ tử trải qua lịch luyện tháp tầng thứ nhất thí luyện về sau, đại đa số có thể làm được gượng chống nửa canh giờ. Càng lý thanh dương mấy tên nội môn đệ tử, vượt qua nửa canh giờ cũng vẻn vẹn nhíu mày. Thời gian dài lịch luyện, để bọn hắn đã rất cốt thích ứng gấp 10 lần trọng lực, nhưng muốn có càng cao đề bạc, chỉ có không ngừng đột phá cực hạn. Lý thanh dương, dạ tinh thần cùng tiêu tội kỹ triệt để mê luyến gấp 10 lần trọng lực tâm không bên cạnh soạt thối luyện thân thể, tô tiểu mạc cùng Lý Phi bọn người đuổi theo không vô vọng, cân nhắc muốn hay không leo lên tầng thứ hai. Trước kia bọn họ thì có đi suy nghĩ, nhưng không biết sao tiếp nhận sau nửa canh giờ, đã là tin bị lực tẩn, căn bản là không có cách định lấy gấp 10 lần trọng lực đi đến bậc thang trước, hiện tại tuy nhiên cũng rất thống khổ, chí ít có thể lấy gian nan nhất chân lên, đi, tô tiểu mạc nói, đi tầng thứ hai, đạp, hắn cùng Lý Phi, điền thất cắn răng dơ lên chân, ngạnh kháng gấp 10 lần trọng lực đi qua cũng cuối cùng thông qua bậc thang leo lên tầng thứ hai còn tại tầng thứ nhất đau khổ dãy dụ các đệ tử ánh mắt dâng lên hâm mộ cũng thầm nghĩ chính mình cũng phải nỗ lực tranh thủ cùng các sư huynh một dạng leo lên tầng thứ hai hưu lịch luyện tháp tầng thứ hai lấp lóe ánh sáng tô tiểu mạc khiêu chiến lịch luyện tháp tầng thứ hai lý phi khiêu chiến điền thất khiêu chiến nhưng chưa được vài phút cẩn trọng thanh âm lại vang lên lần nữa tô tiểu mạc lý phi điền thất khiêu chiến thất bại kép hưu 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 tháp cửa mở ra tô tiểu mạc lý phi cùng điền thất bị trực tiếp vứt ra ba người trên mí mắt lật miệng sùi bọc mép thân thể kịch liệt run rẩy trừng phạt bi thảm trình độ xa cao hơn nhiều đã từng thất bại thôi bất kiện bọn người t đang chuẩn bị đi vào thối luyện thân thể đệ tử nhìn thấy ba tên sư huynh bộ kia hình dạng nhao nhao hít một hơi lãnh khí tầng thứ hai này khẳng định khủng bố khiến người ta giận sôi a. À. Chương 214, ngã gia chủ tới yêu cầu, đi mở rộng tầm mắt. Lịch luyện tháp tác dụng là toàn phương vị lịch luyện, tầng thứ nhất lấy trọng lực đè ép thân thể, từ đó làm đến cực hạn thối luyện. Nhưng nếu như chỉ là đơn thuần lịch luyện thân thể, còn chưa nói tới hoàng mỹ, bởi vì gân cốt đồng dạng cần lịch luyện, thịt là căng cơ, xương là trọng yếu, cả hai kết hợp hoàng mỹ hạ, lầu cao vạn trượng mới có thể đất bằng lên như vậy lịch luyện tháp tầng thứ hai chủ đề cũng là lấy thối cốt làm chủ cái này thối cốt không phải dùng trọng lực đè ép là lấy đặc thù hỏa diễm thối luyện xương cốt cùng gân mạch tô tiểu mạc ba người tới tầng thứ hai quanh thân nhất thời bị quỷ dị hỏa diễm bao phủ mấy trăm cục xương cùng từng cái từng cái gân mạch nhất thời tiếp nhận điên cùng thối luyện thân thể thối luyện chỉ là bị trọng lực đè ép loại này bị quỷ dị hỏa diễm đốt cháy xương cốt cùng gân mạch mang đến thống khổ nhưng là thật đau nhất hoàn toàn tận xương trạng thái vốn là không tốt tô tiểu mạc ba người vội vàng không kịp chuẩn bị bị như thế lịch luyện chỉ kháng vài phút linh hồn thể liền trực tiếp vỡ nát tầng thứ hai mang đến trừng phạt xa cao tầng thứ nhất lấy bọn họ run rẩy tình huống đến xem không có hai ngày sợ là rất khó khôi phục đứng tại ba người trước mặt quân thường tiếu lắc đầu nói tầng thứ nhất cũng không hoàn toàn thích ứng thì vội vã phía trên tầng hai các ngươi lá gan không nhỏ nha cái này hoàn toàn thích ứng rất có chú trọng, không nói làm đến bước đi như bay, chí ít tại ngạnh tháng sau một tiếng, có thế mặt không đổi sắc, xem ra đến bây giờ, còn không có đệ tử có thế đạt tới yêu cầu, cho nên, muốn muốn đi trước tầng thứ hai, là một kiện gánh nặng đường xa sự việc, có ba tên sư huynh làm tấm gương, thiết cốt phái các đệ tử thành thành thật thật tại tầng thứ nhất thối luyện thân thể, theo dần dần thích ứng gấp 10 lần trọng lực, tu luyện nửa canh giờ đi ra, cũng không thấy lấy quá thống khổ có thể như thường lệ đi tu luyện công pháp, thực mỗi ngày thối luyện một giờ, liền đã rất có hiệu quả, trừ phi đi cực đoan hóa, hoàn toàn không cần thiết cùng chết. Lý Thanh Dương ý thức được, không hề truy cầu cực hạn, mỗi ngày ở bên trong thối luyện một canh giờ, muốn sao tu luyện dịch cân kinh, muốn sao giúp trưởng môn xử lý môn phái sự vụ, tô tiểu mạc cùng Lý Phi bọn người cũng là như thế. Dưới cái nhìn của bọn họ, thân thể thối luyện chỉ là trong tu luyện một bộ phận, linh lực quẩn dục đồng dạng không thể rơi xuống trước trước tâm tình tăng vọt, đến dần dần bình ổn, cái này thuộc về bình thường hóa phát triển, nhưng là tiêu tội kỹ cùng dạ tinh thần còn tại đi cực đoan, mỗi lần thối luyện ba canh giờ mới coi như thôi. Cốt như vậy chỗ là, thân thể có thể cường độ cao đề bạc, khuyết điểm là lịch luyện kết thúc hội suy yếu cả ngày, quân thường tiếu sẽ không đi ngăn cản hai người rất ngắn thối luyện thân thể, dù sao, đệ tử có quyền lợi lựa chọn chính mình muốn đi con đường võ đạo, có thể làm, cũng là trên đường vì hộ giá hộ tống không bị người khác khi nhục, Vũ Hoàng Vũ Hoàng không được, Vũ Đế cũng không được. Trong lúc đó, Quân Thường Tiếu đem Khai Sơn trưởng cùng kết ấn bao bọc cấp cho đi xuống, các đệ tử có càng nhiều công pháp có thể học tập. Khai Sơn trưởng thuộc về bá đạo trưởng pháp, linh năng hội tụ nơi tay trưởng, bộc phát ra mở núi phá đá chi lực, kết ấn bao bọc thuộc về loại hình phòng ngự công pháp, lấy linh năng khu động, trước người hình thành phòng ngự tráo. Hai loại công pháp cấp bậc không cao, về mặt tu luyện cũng tương đối đơn giản nhưng muốn phát huy đến cực hạn, phải có cảnh giới cao cùng cao cổ ngộ đến chống đỡ. Trong thư phòng, quân thường tiếu đem 10 bình thượng phẩm tư chất cải tạo dịch bày ra đến, nói, tử vong cốc hành trình, các ngươi biểu hiện không tệ, cái này dược dịch cầm lấy đi phục dụng đi. Trương Vĩ chờ 10 tên trung phẩm tư chất đệ tử tiến lên, một người cầm một bình tư chất cải tạo dịch, sau khi phục dụng, đinh căng từ đó phẩm tăng lên tới thượng phẩm, tử vong cốc lịch luyện, Long Tử Dương cùng Lý Ngọc Hoa biểu hiện cũng không tệ, nhưng bởi vì nhập môn muộn, quân thường tiếu lựa chọn trước cho tư cách trưởng bối đệ tử, đệ tử không ít, tư nguyên có hạn, cũng chỉ có thể theo nhập môn tuần tự đến cấp cho, đây rốt cuộc là thuốc gì dịch, uống hết sau cảnh giới cùng tu vi vậy mà lại đề bạc, quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ, trưởng môn cho chúng ta dược dịch là tiên lộ quỳnh tương, mười tên đệ tử khiếp sợ không thôi, linh căng đề thăng làm thượng phẩm sau bọn họ, như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tương lai trở thành nội môn đệ tử khẳng định không chút huyền niệm, tu vi không cao, dựa vào phòng tập luyện cùng linh lực trận tiến hành đề bạc, thực lực không tệ tiến vào lịch luyện tháp lịch luyện, các đệ tử tu luyện hừng hực khí thế, thiết quốc phái hiển nhiên cũng càng ngày càng chính quy hóa, chuyên nghiệp hóa, đệ tử lịch luyện đạt được giải quyết, bày ở quân thường tiếu trước mặt chỉ có một vấn đề, cái kia chính là võ đạo tư nguyên, võ đạo tư nguyên có đang dược, vũ khí cùng linh thạch. Đan dược và vũ khí có thể dựa vào luyện đan cát, chú tạo các đến luyện chế, linh thạch thì tương đối khó. Trên thị trường, một khỏa linh thạch tương đương một vạn lượng, quân trưởng môn đem toàn bộ phòng thân cầm lấy đi đổi lấy, cũng nhiều nhất chỉ có thể đổi hơn một ngàn khỏa. Chính mình dùng để hấp thu có thể, nhưng cung cấp mấy trăm tên đệ tử khẳng định không được, vẫn là nghèo nha. Quân thường tiếu ngồi tại thư phòng, vò lên thái dương huyệt, không có cái này gây rối hệ thống trói chặt, mỗi mình tại dị giới chậm rãi phát triển tốt bao nhiêu, phàn nàn là không thể giải quyết vấn đề gì. Cho nên quân trưởng môn vẫn phải nhất định phải nghĩ biện pháp đến kiếm lấy võ đạo tư nguyên. Thực có lịch luyện tháp, kiên trì bình bỉ tu luyện, các đệ tử khẳng định sẽ cường đại, kéo theo môn phái cường đại. Nhưng hắn muốn chính là muốn nhanh. Nhiệm vụ chính tuyến thời hạn chỉ có 100 năm, có thế mau chóng đạt tới, tự nhiên không thể phật hệ. Có thể cho thêm ngã gia một điểm liệu thương đan, trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch càng nhiều tiền tài. Quân thường tiếu nỉ non nói, hắn không cân nhắc cho thêm tố thể đan cái đồ chơi này so liệu thương đang nghịch thiên nhiều nếu như đại lượng bán ra khẳng định sẽ gây nên người khác ghé mắt lại nói đang dược bán nhiều vạn vừa gặp phải dùng qua địch nhân không phải tương đương với chính mình cho mình chế tạo cường đại đối thủ a trưởng môn nhưng vào lúc này lý thanh dương đi tới nói ngã gia chủ cầu kiến tại sao lại đến quân thường tiếu nói mời đến đại điện đúng ngã gia chủ lần đến thời điểm quân trưởng môn mang đệ tử đi tử vong cốc lịch luyện cho nên lần này lại tới bái phỏng chủ yếu xác nhận một chút có đi tham gia buổi đấu giá hay không cái này biết được ý đồ đến về sau quân trưởng môn trầm ngâm sơ qua nói ngã gia chủ bổn tọa môn phái sự vụ quá nhiều thì không đi tham gia trời sáng buổi đấu giá hắn đối loại này đấu giá thật không hứng thú quân trưởng môn ngã gia chủ đạo lần hội đấu giá này các quận đến cường giả cùng đại thế lực không ít đi có thể mở mang tầm mắt mà lại hắn dừng một chút nói tứ lưu diệu hoa cung cung chủ cũng tới, quân thường tiếu kinh ngạc nói, ngươi lần hội đấu giá này đều kinh động tứ lưu tông môn, ngã gia chủ cười nói, quân trưởng môn, có nghe nói qua diệu hoa cung cung chủ sự tích, chưa nghe nói qua. Quân thường tiếu nói, ngã gia chủ đạo, cái này diệu hoa cung cung chủ giống như quân trưởng môn, tuổi còn trẻ thì thống lĩnh một cái tông môn, được vinh dự tinh vực đại lục nữ tử hiếm thấy, ồ, quân thường tiếu nói, diệu hoa cung cung chủ là nữ nhân, không tệ ngã gia chủ đạo, Diệu Hoa cung từ trước đến nay chỉ lấy nữ đệ tử, là tinh vẫn đại lục không nhiều nữ lưu tông môn, có bao nhiêu tuổi? Quân Thường Tiếu nói, ngã gia chủ đạo, Diệu Hoa cung cung chủ vừa mới đầy 20 tuổi, tướng mạo xuất chúng, chính là ngàn dặm mới tìm được một đại mỹ nhân. A, Quân Thường Tiếu chân thành nói, ngã gia chủ nhiều lần mời, bổn tọa nếu như từ chối, liền có chút bất cận nhân tình, hắn quyết định đi không phải vì nhìn cái gì ngàn dặm mới tìm được một đại mỹ nhân, thì vì mở mang tầm mắt. Chương 215, đem nguy hiểm sớm bóp chết. Quân Thường Tiếu đi tham gia buổi đấu giá, chủ yếu là vì mở mang tầm mắt, dù sao nhiều cùng tông môn lão đại giao lưu trao đổi, tốt hơn mình tại nhà đóng cửa làm xe, còn Diệu Hoa cung cung chủ, ân cũng thật muốn nhìn một chút đến cùng như thế nào ngàn dặm mới tìm được một, như thế nào đại mỹ nhân, nam nhân mà, thích nhìn mỹ nữ rất bình thường quân thường tiếu nếu như hiên ngang lẫm liệt nói mình không thích nhìn mỹ nữ hoặc là cực dối trá hoặc là sự định hướng phía trên có vấn đề quân trưởng môn ngã gia chủ trước khi đi đưa tới mấy cái mai không gian giới chỉ nói đây là ngã mổ gần nhất sưu tập dược tài đa tạ quân thường tiếu nhận lấy về sau ông quyền đưa tiễn nói trời sáng quân mổ chắc chắn sẽ tham gia buổi đấu giá ân ừ, dược tài có không gian giới chỉ cũng có cho nên nói loại vật này hoàn toàn không cần đi cố ý mua, liếm liếm bao, người khác đưa thì đầy đủ dùng. Ngã gia chủ đưa dược tài tương đối nhiều, quân thường tiếu kéo ra luyện dược các lại luyện chế không ít, thì trước mắt mà nói, liệu thương đan, tố thể đang siêu cấp sung túc, khai mạch đang cùng luồng khí xoáy đan cũng không ít, trọng yếu nhất tụ khí đang tuy nhiên luyện chế hơn 1.000 khỏa, nhưng muốn cung cấp hơn 500 tên đệ tử, có thể nói hạt cắt trong sa mạc, ai, quân thường tiếu thở dài, tư nguyên A, tư nguyên ta quá cần muốn các ngươi. Vào lúc ban đêm, hắn liền lấy tay đem môn phái sự vụ an bài cho Lý Thanh Dương, sau đó tiến vào lịch luyện tháp lịch luyện hai canh giờ. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm thì lên đường tiến về Hồ Dương Thành. Nhưng, vừa đi xuống núi, giống như băng khiết tuyết liên lục thiên thiên đứng dưới tàn cây. Quân thường tiếu khó hiểu nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lục thiên thiên nói, nghe nhị sư đệ nói, trưởng môn muốn đi tham gia buổi đấu giá, ta muốn đi xem náo nhiệt, cả ngày tại môn phái tu luyện, cũng nên ra ngoài giải sầu một chút mới đúng quân thường tiếu nói đi thôi theo bổn tọa tiến về hồ dương thành kết quả là hai người rời đi thiết cốt sơn môn phái từ khi chính quy hóa về sau quân trưởng môn liền đem cái này vô danh sơn đầu đổi thành thiết cốt sơn dù sao rất nhiều môn phái hoặc là lấy sơn danh xây tông lập phái hoặc là trực tiếp đổi thành cùng môn phái tương quan tên đây là một loại trào lưu nhập gia tùy tục đến theo trào lưu sáng sớm yên lặng như tờ phía đông bình tuyến nổi lên yếu ớt ánh sáng, cẩn thận từng ly từng tí thấm vào màu lam nhạt màn trời, một ngày mới cứ như vậy dần dần dời qua tới, sơn giả hơi ẩm nặng, thường thường hội tràn ngập làng khói loãng, quân thường tiếu cùng lục thiên thiên một trước một sau theo sương sớm bên trong đi ra, có phần có thần tiên một cặp hạ phàm trần cảm giác, đây là hai người lần thứ hai đơn độc kết bạn mà đi, lần đầu tiên là đi Thanh Dương Thành tham gia Bách Tông Chiêu Mộ, khi đó, quân thường tiếu vừa xuyên qua tới, mười phần tiểu tử cùi bắp, lục thiên thiên khí chất như tiên, hai người đi cùng một chỗ rất có không hài hòa cảm giác, bây giờ bước vào ngũ phẩm vũ sư, quanh thân hội tụ trưởng môn chi uy, cùng nữ nhân này đơn độc mà đi, khí thế phía trên đã thành công lớn ác, thực, mấy tháng này, lục thiên thiên đối trưởng môn thái độ có biến hóa rất lớn, rất ít khi dùng lời nói đi nghẹn hắn, thiên thiên, quân thường tiếu nói chuyện phím nói, lần trước đi thanh dương thành tham gia bách tông chiêu mộ, môn phái chỉ có hai người chúng ta, bây giờ phát triển đến hơn 500, ngẫm lại đều cảm thấy thật không thể tin. Lục Thiên Thiên nói, một cái có quy mô môn phái, ít nhất phải có mấy ngàn tên đệ tử, trưởng môn còn muốn đi một đoạn đường rất dài. Ngoài miệng nói như vậy, tâm lý không thể không thừa nhận. Thiết quốc phái trong khoảng thời gian này tại hắn quản lý hạ, thật càng ngày càng mạnh. Nàng từng nói qua, tự mình làm trưởng môn, có thể để môn phái xưng bá thanh dương quận, hiện tại đến xem, hắn không chỉ có thể làm đến mà lại chắc thời gian sử dụng hội ngắn hơn còn xưng bá tinh vẫn đại lục lục thiên thiên vẫn là chỉ có thể dùng nằm mơ đi hình dung mệt không muốn hay không nghỉ ngơi một hồi không mệt đói không có muốn ăn chút gì hay không đồ vật không đói bụng quen thuộc nữ nhân này lạnh như băng tính cách quân thường tiếu cũng không có để ở trong lòng mà chỉ nói nghe nói qua diệu hoa cung sao lục thiên thiên nói một cái mới quật khởi tứ lưu tông môn cung chủ tên là hề tịnh tuyền được vinh dự thế gian nữ tử hiếm thấy, quân thường tiếu kinh ngạc nói, liền người ta cung chủ tên đều biết, người đối tông môn lý giải vẫn rất nhiều a. À. Lục Thiên Thiên nói, những thế lực này, trưởng môn cũng nhất định phải tìm hiểu, tỉ như cái gì tông môn không thể trêu vào, cái gì tông môn hậu trường cứng rắn, bổn tọa lại không gây chuyện thị phi, đi tìm hiểu tông môn làm gì, lại nói. Quân thường tiếu nghĩ một lát, nói, vì cái gì không phải bọn họ đến tìm hiểu ta thiết cốt phái một cái môn phái, để tông môn đến tìm hiểu. Lời này nếu như bị ngoại nhân nghe được, khẳng định sẽ kịp mũi coi thường, không gây chuyện thị phi. Lục Thiên Thiên nói, đoạn thời gian trước việc đi hắc ưng đường phó đường chủ cùng đệ tử, trưởng môn chẳng khác nào gây sự, nếu như tra ra là ta thiết cốt phái làm, khẳng định sẽ không buông tha. Người tại Hoang Sơn giả lĩnh giết, thi thể cũng đốt, làm sao lại bị phát hiện. Quân thường tiếu tự tin nói, con hàng này khó trách hội lấy linh lung hỏa thiêu hủy, nguyên lai đã sớm nghĩ kỹ làm đến không lưu dấu vết lục thiên thiên nói không nên xem thường một cái thất lưu môn phái càng không thể đi xem thường một cái tà phái bởi vì bọn hắn không có ai biết thủ đoạn có lẽ liền có thể điều tra ra được huống chi hắc ưng đường người đến chặng đường chúng ta khẳng định theo miệng cốc tán tu nơi này biết được chỉ cần hỏi thăm ra đến lấy tà phái quen có tàn nhẫn phong cách hành sự mặc kệ đúng sai khẳng định sẽ trước tiên tìm tới cửa nữ nhân này lời nói hơi nhiều cũng là đang cấp trưởng môn nhắc nhở có đạo lý quân thường tiếu nâng cầm lên nói cái này hắc ưng đường phải phải chú ý một chút miễn cho bị bọn họ âm lục thiên thiên nói đệ tử cho rằng tránh bớt đến tiếp sau phiền phức trưởng môn có thể mang theo chúng ta trước một bước đi diệt cái kia tà phái tổ chức quân thường tiếu khẽ giật mình nói có chút tàn bạo a à. lục thiên thiên một quan lãnh lệ nói minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng cùng bị động phòng thủ không bằng chủ động xuất kích đem bất luận cái gì xuất hiện nguy hiểm sớm bóp chết quân thường tiếu nói việc này chờ buổi đấu giá kết thúc lại nói hắn rất đồng ý lục thiên thiên đề nghị dù sao hắc ưng đường là một cái tà phái tác phong làm việc cùng tế vũ lâu không có gì khác biệt một khi chủ động chính mình liền sẽ rất bị động quân thường tiếu không sợ quan minh chính đại đến tìm phiền toái liền sợ ở sau lưng chơi thủ đoạn linh tuyền tông thì thật là tốt ví dụ nếu như không phải quả quyết xuất kích đem nhất cử diệt đi không chừng về sau hội có cái gì yêu thiêu thân đây, một cái tà phái mà thôi. Tiến về hồ Dương Thành trên đường, quân thường tiếu thầm nghĩ, diệt đi cũng không phải vấn đề gì. Hắn tiếp thu lục thiên thiên đề nghị, quyết định đem bất luận cái gì khả năng xuất hiện nguy hiểm, sớm ách giết từ trong trứng nước. Cái này cách làm rất đúng, bởi vì thân ở Hoa Anh quận Hắc ưng đường, chậm chạp không gặp phó đường chủ cùng đệ tử trở về, đã bắt đầu ra tay điều tra việc này. Chỉ cần tra được đệ tử đi ngăn cản thiết cốt phái, sau đó tách rời, khẳng định sẽ đến Thanh Dương quận tìm phiền toái, tà phái mới sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý, đi kể cho ngươi chứng cứ, phàm là có khả nghi tính, phải thà giết lầm một nghìn, cũng không buông tha một cái, đương nhiên, điều tra cũng phải cần cái thời gian, quân thường tiếu đã quyết định muốn diệt hắc ưng đường, chắc là có thể đuổi tại trước mặt bọn họ động thủ trước, chương 216, một quần hoàng kim cạn bã. Hồ Dương Thành, quân thường tiếu mang theo lục thiên thiên đi tới bởi vì hôm nay là buổi đấu giá tổ chức ngày, trên đường phố chính khắp nơi có thể thấy được võ giả, theo mặt lấy phong cách nhìn, chí ít có một nửa không phải thanh dương quận người, ngã gia đấu giá liệu thương đang cùng tố thể đang, đã sớm tại các quận xôn xao truyền ra, cho dù rất nhiều võ giả bán không nổi, nhưng biết được hội có rất nhiều tông môn đến đây, tự nhiên có muốn mở mang tầm mắt tính toán, Hồ Dương Thành càng náo nhiệt, quân thường tiếu thì càng hoan hỷ, bởi vì vậy liền sẽ có đầu to xuất hiện từ đó kiếm lời càng nhiều món tiền nhỏ tiền ai nha đây không phải quân trưởng môn sao đang chuẩn bị tiến về buổi đấu giá hồ dương thành một tên gia chủ chào đón chắp tay cười nói còn có người cùng mình chào hỏi nhưng là không biết hắn làm như thế nào đáp lễ quân thường tiếu đầu nhi nhất chuyển chắp tay nói quốc khánh khoái lạc theo thời gian thôi toán tổ quốc mình lập tức sẽ vượt qua năm sáu chính sinh nhật cho nên liền lấy loại phương thức này đáp lễ đi quốc khánh khoái lạc tên kia gia chủ bị bốn chữ này, chỉnh mộng ngay tại chỗ, quốc khánh là ai? Một người. Vẫn là chỉ ta. Không đúng rồi, ta gọi giảng quân, không gọi quốc khánh A, quân trưởng môn, quốc khánh khoái lạc, quân trưởng môn, quốc khánh khoái lạc, quân trưởng môn một đường đi tới, chỉ cần có người không quen tiến lên chào hỏi, lập tức có phong độ đáp lễ, kết quả là, đi một con đường, đem chào hỏi người toàn chỉnh mộng, bọn họ nhao nhao ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Tự nhũ suy đoán quốc khánh đến cùng là ai Tại sao muốn khoái lạc Lại nói Hồ Dương Thành tai to mặt lớn nhân vật Tại sao lại đối quân thường tiếu nhiệt tình như vậy Phải biết Bởi vì đắc tội hảo khí môn cùng Bách Tông Liên Minh Trừ Thanh Dương Thành bên ngoài Tiến vào thành trì khác Đại gia hỏa tránh đều tránh không kịp đây Đây là bởi vì ngã gia Hảo khí môn bên trong vì thiết quốc phái chống đỡ tràng Lại nguyện ý cấp cho 10 triệu lượng Quan hệ khẳng định sắc A Ngã gia để ý như vậy chính mình nhất định phải giữ gìn mối quan hệ, còn hạo khí môn cùng Bách Tông liên minh. Thật có lỗi, chúng ta là Hồ Dương Thành gia tộc, khẳng định phải đứng tại ngã gia một đầu, ngã gia sàn bán đấu giá, quân thường tiếu mang theo lục thiên thiên một đường mà đến, đứng ở lối vào, quân trưởng môn, phụ trách ngân khách ngã thượng khắc, vội vàng cười nói, có thể tham gia ta ngã gia buổi đấu giá, quả thật vinh hạnh, đến từ các quận khác thế lực nhau nhau quay đầu, tiểu gia hỏa này, cũng là lúc trước chiến thắng hạo khí môn thiết quốc phái trưởng môn, chật chật, nhìn qua rất trẻ trung nha, thế đạo thay đổi, một cái bác lưu môn phái đều có thể chiến thắng lục lưu môn phái. Lúc ấy lão phu nghe được tin tức, một lần tưởng rằng tin đồn, đi vào thanh dương quận mới biết được, lại là thật, theo ta thấy, thanh dương quận địa phương quá nhỏ, lục lưu môn phái hạo khí môn, sợ là không bằng chúng ta nơi này thất lưu môn phái, thế lực khắp nơi cao tầng thấp giọng nghị luận một cái bác lưu môn phái chiến thắng lục lưu môn phái nếu không có nhiều lần chứng thực bọn họ thật rất khó đi tin tưởng nghe nói sau đó không lâu thiết quốc phái còn muốn đi khiêu chiến thánh tuyền tông đây thánh tuyền tông là tư cách trưởng bối ngũ lưu tông môn chỗ quận cũng là nhân kiệt địa linh dám đi khiêu chiến không thể nghi ngờ là cùng tìm đường chết tuổi còn trẻ tiếp đảm nhiệm trưởng môn chi vị có nghe con mới sinh không sợ cọc tinh thần điểm ấy đáng giá khen ngợi quân thường tiếu đến trở thành thế lực khắp nơi nhiệt nghị đề tài. Bất quá, càng nhiều mang theo một tia trêu tức, quân trưởng môn, ngã thượng thắt thấp giọng nói, thế lực ở giữa thì ưa thích nói đông nói tây, ngươi nhưng là đừng để trong lòng. Quân thường tiếu nói, không biết, nhiều chuyện tại trên thân người khác, muốn nói cái gì là cái gì, chính mình nếu như để vào trong lòng, bách công chiêu mộ lúc ấy liền bị tức chết, mời, ngã thượng thắt chấp tay nói. Quân thường tiếu mang theo lục thiên thiên thì muốn đi vào hội trường, nhưng vừa cất bước, liền có người nói, ngã trưởng lão, quân trưởng môn liền thẻ đều không lấy ra đến thì đi vào, không phù hợp quy củ A, nói chuyện là một cái bên ngoài quận thế lực cao tầng. Đúng thế, có người hô theo, chúng ta đều tại xếp hàng đưa thẻ, thiết cốt phái trưởng môn tay không đi vào, có phải hay không đối đãi khác biệt chúng ta bên ngoài quận võ giả? Cái này, ngã thượng khắc có chút cứng ngắc, bởi vì cùng quân thường tiếu quan hệ không phải bình thường, ép căn bản không có để hắn lấy ra thẻ khách quý suy nghĩ bên ngoài quận Võ Giả không đồng ý, mình tại nơi này xếp hàng theo thứ tự tiến vào, một cái bát lưu môn phái trưởng môn, sao có thể ngên ngang chen ngang đi vào? Ngã trưởng lão, ngươi đến cho cái thuyết pháp, tuy nhiên chúng ta không phải thanh dương quận người địa phương, cốc xấu đều là xử lý thẻ tiêu phí người sử dụng, bây giờ quy quy củ củ tại xếp hàng, có người không đi quy củ, này làm sao nói qua đi? Chẳng lẽ nói, chúng ta những thứ này sáu bảy lưu môn phái, tại ngã gia trong mắt còn không bằng quý quận một cái bát lưu môn phái bên ngoài quận thế lực đâm đâm bức người hướng là đang cố ý nhằm vào quân thường tiếu hoặc ngã gia hướng đại nói là đang nhằm vào toàn bộ thanh dương quận các quận ở giữa tuy nhiên sạch cái gì chiến tranh nhưng dù sao phân thuộc khác biệt trận doanh đi vào người khác địa bàn khẳng định cũng muốn biểu hiện cường thế một điểm huống chi thanh dương quận chỉnh thể thực lực hơi thấp tại giàu có quận trước mặt không đáng giá nhắc tới rất nhiều đến từ đại quận thế lực thậm chí võ giả tự mang tài trí hơn người cảm giác ưu việt địa vực ở giữa công kích tại tinh vẫn đại lục nghiêm trọng hơn thậm chí bởi vì một số tiểu ân oán sau cùng diễn biến thành quận cùng quận chiến tranh đều rất bình thường ngã thượng khắc sắc mặt càng khó coi hiển nhiên không nghĩ tới những thứ này bên ngoài quận người vậy mà như thế đúng lý không tha người ai quân thường tiếu thở dài một hơi mang lục thiên thiên rút về đến nói ngã trưởng lão tiến vào buổi đấu giá quy củ là, tiểu tử, một người nói, thì ngươi đi đường này, phải xuất ra bạch kim thẻ mới có tư cách thông qua, nếu không, thì ngoan ngoãn đứng tại chúng ta đằng sau xếp hàng, hàng huynh, chúng ta con đường này, đến có thẻ vàng mới có thể tiến nhập, ngươi cảm thấy một cái bát lưu môn phái có thế cầm ra được sao, thẻ vàng ít nhất phải tại ngã gia tiêu phí 5 triệu trở lên mới có thể thu được, đừng nói bát lưu, coi như thanh dương quận thất lưu môn phái đều chưa hẳn có đi, ha ha cái này thật đúng là nghèo nha, bên ngoài quận thế lực khắp nơi nhao nhao cười rộ lên, lớn nhất sang bên thanh đồng miệng, xếp hàng chờ đợi tiến vào thanh dương quận thế lực khắp nơi, sắc mặt cực kỳ khó coi, mới vừa rồi còn tính toán tại nhằm vào thiết cốt phái, hiện tại cũng là trần trụi tại châm chọc thanh dương quận, phàm là có chút huyết tinh người địa phương, khẳng định không chịu nổi nha, quân thường tiếu vốn muốn điệu thấp, yên lặng móc thẻ đi vào, nhìn thấy đám người này hung hăng càng quấy bộ dáng, nhất thời đến tính khí. Ngã trưởng lão, hắn chỉ bên ngoài quận đứng đấy con đường kia, nói, đây là thẻ vàng mới có tư cách tiến vào, từng. Ngã thượng khắc nói, quân thường tiếu nhúng nhúng vai, nói, bổn tọa mới vừa rồi còn đang nghĩ, tại sao có thể có nhiều như vậy rác rưởi tại xếp hàng, thì ra là một đám bạch kim đều không hoàng kim cặn bã, cặn bã cái chữ này, rõ ràng là tại nhục nhã, bên ngoài quận thế lực nhất thời phát cáo khí, nhưng vừa muốn mở miệng tiến hành miệng pháo công kích, thần sắc đột nhiên ngưng kết, bởi vì Quân Thường Tiếu đem Bạch Kim thẻ gọi ra tới, Thái Dương khúc xạ hạ, biển hiệu lấp lóe bạch mang, theo mặt bọn họ trước từng cái đảo qua, đâm vội vàng nhắm mắt lại, hắn tại sao có thể có Bạch Kim thẻ? Ngã gia Bạch Kim thẻ, bình thường chỉ có Lục Lưu môn phái trở lên lão đại mới có tư cách thu hoạch được, Lục Lưu phía dưới coi như tốn nhiều tiền hơn nữa cũng làm không được, một đám hoàng kim cặn bã, chậm rãi xếp hàng đi, Quân Thường Tiếu lắc lắc Bạch Kim thẻ, ngạo nghễ nói, bổn tọa thì đi vào trước há đúng đi hai bước dừng lại quay lại cười nói ta cái này bắt lưu môn phái vẫn thật là so với các ngươi sáu bảy lưu mạnh hơn bên ngoài quận thế lực chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hắn đi vào tuy nhiên ánh mắt nổi lên lửa giận nhưng cũng không có năng lực vì dù sao người ta là bạch kim chính mình là hoàng kim lại nói thẻ vàng đều là cặn bã cầm màu vàng đồng thẻ khẳng định sẽ càng tự ti nhưng xếp tại lớn nhất sang bên thanh dương quận thế lực nhìn thấy bên ngoài quận võ giả sắc mặt tựa như ăn con ruồi, trong lòng nhất thời mừng thầm không thôi, không hả hê đi, không trang bước đi, chương 217, bảo vệ nam nhân tôn nghiêm, ánh mắt đối mặt. Có lúc, ngươi không đi trang bức, người khác liền sẽ cảm thấy ngươi là đần độn, cho nên quân thường tiếu chỉ có thể móc ra bạch kim thẻ, tại một đám hoàng kim cặn bã trước mặt nghênh ngang đi vào, nói thật, nếu không phải bọn này bên ngoài quận thế lực quá phách lối, quân trưởng môn khẳng định không nghĩ tới như thế rêu rao, ai, trang bức đều giả vờ như thế không tình nguyện, cũng là không sợ ai, thanh dương quận thế lực khắp nơi, hiện tại rất dễ chịu, bọn họ đã sớm không quen nhìn bọn này tự cho là tài trí hơn người bên ngoài quận thế lực, quân thường tiếu có thế tại trước mặt mọi người xuất ra bạch kim thẻ, tại trên mặt bọn họ hung hăng gõ, cái này không thể nghi ngờ vô cùng hiểu khí, bất quá, một cái bác lưu môn phái, có thế có bán đấu giá cao nhất quy cách thẻ, để thanh dương quận thế lực khắc sâu ý thức được thiết cốt phái cùng ngã gia quan hệ siêu sắc trời ạ à, quân trưởng môn lại có bạch kim thẻ đây chính là có tiền cũng mua không được thân phận biểu tượng a chung quanh xem náo nhiệt thanh dương quận võ giả trong lòng dân lên mãnh liệt rung động ánh mắt cũng dâng lên kính sợ bên trong phòng đấu giá bộ là một cái hơi dài thông đạo hai bên treo không ít danh họa đồ cổ xem xét thì vô cùng hào hoa quân thường tiếu mang lục thiên thiên một đường mà đi đứng ở to như vậy đấu giá chủ hội trường. Trong hội trường là bàn đấu giá, bốn phía có từng dãy chỗ ngồi, là thanh đồng thẻ người sử dụng vị trí, thẻ vàng người sử dụng tại lầu 2, có đơn độc phòng nhỏ, ở trên cao nhìn xuống, tầm mắt khoáng đạt. Bạch kim thẻ người sử dụng thì tại lầu 3, không chỉ có phòng nhỏ, bên trong sức cũng hào hoa, quả thật thân phận cùng tôn quý biểu tượng, quân trưởng môn, quân thường tiếu vừa dừng lại, ngã gia chủ liền vội vàng chào đón, có chút xin lỗi nói, không có từ xa tiếp đón xin hãy tha lỗi thanh đồng trên chỗ ngồi đã lần lượt có vỏ giả ngồi xuống nhao nhao quăng tới kinh ngạc ánh mắt ngã gia gần nhất hai loại đang dược ra đời tại thế lực khắp nơi trong lòng địa vị nước lên thì thuyền lên không nghĩ tới sẽ đối với một cái bác lưu trưởng môn khách khí như vậy lầu hai phòng nhỏ bên trên các phương sáu bảy lưu môn phái cao tầng cũng tại nhìn đứng ở lối vào quân thường tiếu hoặc suy nghĩ sâu xa hoặc kinh thường hoặc mỉm cười hắn cũng là quân thường tiếu a lầu ba hào hoa phòng đơn bên trong, một tên tuổi xuân sắc nữ tử thủ tại trước cửa sổ, khóa chặt tại quân thường tiếu trên thân, nhẹ giọng nỉ non một tiếng. Nữ nhân này tuổi chừng chừng 20, mái tóc đen dài vui mừng rủ xuống hai vai, như thác nước tóc mái che khuất mỹ lệ khuôn mặt nửa trái bộ phận, da thịt như trân châu trắng nõn bóng loáng, hiển lộ mắt phải như thanh tịnh khe suối, quanh thân hội tụ khiến người ta chỉ dám nhìn từ xa khí chất cao quý. Đối với đồng tính nhìn chăm chú, quân thường tiếu không phát hiện được, nhưng đến từ khác phái nhìn chăm chú lại bắt được, cho nên bản năng ngẩng đầu, cùng đối phương nhìn thẳng, nữ nhân này, ân, rất xinh đẹp, hắn chỉ nhìn một chút, thì thu hồi ánh mắt, chắp tay cười nói, ngã gia chủ còn muốn chủ trì đấu giá, lại tự mình đến nên đón, bổn tọa thật là không có ý tứ, quân trưởng môn là ta ngã gia khách quý, coi như bận rộn nữa, cũng muốn đích thân ra nên tiếp mới là, ngã gia chủ thanh âm rất lớn, rõ ràng có ý nói cho hội trường võ giả nghe, như thế mà nói, thế lực khắp nơi thì càng hiếu kỳ thiếp cốt phái trưởng môn đến cùng hạng gì gì có thế sẽ nhường ngã gia coi trọng như thế quân trưởng môn mời lên lầu ba ngã thượng nghệ làm một cái mời thế mang theo quân thường tiếu hướng đi bậc thang miệng đi lầu ba thiếp cốt phái trưởng môn chẳng lẽ có bạch kim thẻ thế lực khắp nơi biến sắc trong lòng càng thêm chấn kinh quân trưởng môn đi đến lầu thời điểm ngã thượng nghệ đè ép thanh âm nói ngươi vừa mới nhìn đến vị kia chính là diệu hoa cung cung chủ hề tịnh tuyền Quân thường tiếu nói, đoán được, mặc dù chỉ là vội vàng nhìn một chút, hắn thì cảm nhận được một cổ trải qua cấp trên khí tức, cho nên lập tức phán đoán ra, cái này hẳn là diệu hoa cung cung chủ, có thể cùng siêu cấp vô địch đẹp trai chính mình đối mặt, làm đến mặt không đổi sắc, cái này nữ tử hiếm thấy ba chữ, đủ để xứng đáng, hệ thống thật là nhịn không được, nói, ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sĩ chi đồ, thế nào, ngã thượng nghệ cười nói, có phải hay không đẹp như tiên nữ, ây quân thường tiếu nói, vẫn được, ngã thượng nghệ khóe miệng giật một cái, nhưng nhìn xem đằng sau theo lục thiên thiên, không nhịn được thầm nghĩ, bé con này tướng mạo không kém chút nào diệu hoa cung cung chủ, khó trách quân trưởng môn hội lấy vẫn được hai chữ đánh giá, lầu ba, phòng cao thượng, quân thường tiếu cùng lục thiên thiên đi tới, bên trong không gian rất lớn, trang trí cũng cực hào hoa, thì liền bày đặt ghế sofa cái ghế, xem xét cũng là dùng cao đẳng vật liệu gỗ cùng cao đẳng da lông làm được hai chữ xa xỉ quân thường tiếu tuy nhiên có chút ít chấn kinh nhưng thủy chung mặt không biểu tình dù sao cũng là đứng đầu một phái coi như tiến vào hoàng cung nội viện cũng không thể biểu hiện ra không có thấy qua việc đời bộ dáng đến đây quân trưởng môn ngã gia chủ cười nói ngã mổ còn muốn đi nghênh khách trước hết không quấy rầy nếu có dặn dò gì có thể thông báo bên ngoài hạ nhân từng quân thường tiếu quan sát tỉ mỉ một phen sau đó trở về trước cửa sổ lại phát hiện chính đối diện thế mà diệu hoa cung cung chủ chỗ phòng nhỏ ha ha đây là đầy đủ cấp cửa đối diện nha trùng hợp hề tịnh tuyền cũng tại đứng ở cửa sổ ánh mắt rơi vào quân thường tiếu trên thân hai người mới vừa rồi là trên dưới đối mặt hiện tại là hai bên đối mặt có điều đồng dạng ngăn cách một khoảng cách hội trường nhiều người nhìn như vậy trực câu câu nhìn một cái mỹ nữ có chút không ổn mà bây giờ quân trưởng môn đứng tại trong sương phòng vậy liền không hề cố kỵ ngươi nhìn ta ta thì nhìn ngươi nếu không lẫn nhau thương tổn nữ nhân này da thịt trắng nõn tuy nhiên tóc mái che giấu nửa bên mặt nhưng không thể không nói là ngàn dặm mới tìm được một đại mỹ nhân quả nhiên linh lực dồi dào thế giới có thể nhất quẩn dục loại này thiên nhiên đại mỹ nữ nam nữ đối nhìn cái này thật rất không thích hợp nhưng da mặt dày quân thường tiếu cũng sẽ không nhượng bộ ngươi nhìn ta ta cũng vẫn xem ngươi lúc này thường thường lại là nữ hài trước thua trận dù sao hoặc nhiều hoặc ít sẽ có như vậy một chút thẹn thùng. Nhưng là, đối diện hề tịnh tuyền không phổ thông, nàng vẫn đang xem chúng ta quân trưởng môn, ánh mắt không có chút nào lắc lư cùng trốn tránh. Một nữ nhân, da mặt dày như vậy, dám cùng siêu cấp vô địch đẹp trai ta, tiến hành ánh mắt đối mặt, rất tốt, rất tốt. Bổn tọa ngày hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là chung cực sóng điện mắt, quân thường tiếu xoay người, cũng cho một cái đối mặt, tiện khí phát trích ra tia khóe miệng hiện ra mỉm cười tê tê trong nháy mắt điện lưu bay đi nhưng là diệu hoa cung cung chủ không có phản ứng chút nào nhìn về phía quân thường tiếu trong ánh mắt vẫn là không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì ta đậu phộng ca mị lực kém như vậy đối tướng mạo có tự tin vô cùng quân trưởng môn điện lực toàn bộ khai hỏa hạ không thể rung chuyển một cái mỹ nữ đây tuyệt đối là siêu cấp thương tổn tự tôn ta cũng không tin quân thường tiếu muốn điên hai tay vòng ở phía sau khi thì mày kiếm nhíu chặt, khi thì u buồn, khi thì trầm tư, khi thì vui sướng mỉm cười, loại này trêu chọc mùi thiết yếu kỹ thuật, hắn vậy mà lại, người nào meo lại nói quân trưởng môn bằng thực lực độc thân, ta thì cùng hắn tức giận, hai người đối mặt khá lâu, bởi vì thời gian khá dài, quân trưởng môn con mắt đều khô khốc, không thể thua, phải đem nàng nhìn thẹn thùng, ngay tại quân thường tiếu quyết định, đến bảo vệ nam nhân tôn nghiêm lúc, lục thiên thiên đi tới, nhìn một chút hề tịnh tuyền, có chút tiếc hận nói, cái này diệu hoa cung cung chủ tuy nhiên có năng lực, chỉ tiếc trời sinh mắt có tật, giác, quân trưởng môn trong nháy mắt hóa đá tại chỗ. Chương 218, diệu hoa cung cung chủ, nhân vật hung ác. Quân thường tiếu đem chính mình lớn nhất nam nhân, là đẹp trai nhất một mặt biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, nhưng là, hệ tịnh tuyền ánh mắt một điểm ba động đều không, cái này khiến hắn không phục, để hắn có tính khí, đến, tới. Bổn tọa ngày hôm nay cùng ngươi đại chiến 300 hiệp, xem ai trước tiên đem con mắt dịch chuyển khỏi. Đừng nhìn ngày thường quản lý môn phái cùng hành động lên rất quả quyết, nhưng mặt cho tính lên quân trưởng môn, càng giống một cái không có lớn lên đại hài tử. Cứ như vậy, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, con mắt đều nhìn khô khốc, quân thường tiếu sửng sốt không có chất mắt. Hắn nhất định phải bảo vệ một người nam nhân tôn nghiêm, để nữ nhân này hiểu rõ, cái gì gọi là thẹn thùng, cái gì gọi là ngại ngùng, nhưng... Lục Thiên Thiên đi tới nói câu nói kia, để hắn trong nháy mắt cứng ngắc tại chỗ. Sau một hồi lâu, quân thường tiếu biểu lộ đặc sắc nói, cái này nữ nhân trong mắt con ngươi mù sao, từng. Lục Thiên Thiên nói, vừa ra đời thì mù, còn bị phụ mẫu vứt bỏ tại hoang sơn giả lĩnh, tiền nhiệm diệu hoa cung cung chủ đi ngang qua, đem ôm trở về cũng nuôi lớn trưởng thành. Thảm như vậy, nhìn về phía hề tịnh tuyền, quân thường tiếu dần dần ý thức được, ánh mắt của nàng tuy nhiên thanh tịnh như nước, nhưng mà trống rỗng vô thần quả nhiên có mắt tật không nhìn thấy ánh sáng có thể trở thành một cái tứ lưu tông môn cung chủ khó trách hội được xưng là nữ tử hiếm thấy lục thiên thiên nói nàng tới tham gia buổi đấu giá hẳn là hy vọng liệu thương đang có thể trị tốt chính mình nhanh mắt quân thường tiếu lắc đầu nói liệu thương đang tác dụng chỉ là liệu thương há có thể chữa bệnh ai chính mình cùng một cái có mắt tật nữ hài đối mặt đây coi là chuyện gì xảy ra quân thường tiếu thu hồi ánh mắt đồng thời đối với mình vừa rồi ấu trĩ hành vi, bày tỏ mãnh liệt khiển trách, quân trưởng môn, đối diện trước cửa sổ hề tịnh tuyền cười nói, ngươi mới vừa rồi là đang nhìn ta sao, cười rất trực rỡ, cho người ta một loại gió xuân hiu hiu nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, đáng tiếc, xinh đẹp như vậy nữ hài, cho tới bây giờ chưa thấy qua ánh sáng, chưa thấy qua giữa thiên địa biển rộng núi cao, quân thường tiếu nói, quân mổ thường nghe người ta nói, hề cung chủ là tinh vẫn đại lục nữ tử hiếm thấy, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Hề tịnh tuyền cười nói, quân trưởng môn thống lĩnh thiết quốc phái, có thế đánh bại hạo khí môn, mới khiến cho ta khâm phục đây. Đây là thật khâm phục, không phải bên ngoài những cái kia bên ngoài quận thế lực châm chọc khiêu khích. Quân thường tiếu vừa muốn nói điểm lời khách khí, một nữ tử đi đến hề tịnh tuyền trước mặt, quyết hắn một cái, nói, cung chủ, đến thời điểm thái trưởng lão nói qua, không muốn nói chuyện với người xa lạ, riêng là loại này không đứng đắn nam nhân không đứng đắn nam nhân có ý tứ gì bổn tọa không đứng đắn quân thường tiếu liền muốn mở miệng cùng nữ nhân kia lý luận nhưng người ta đã viện hề tịnh tuyền rời đi cửa sổ thiên thiên quân thường tiếu thở phì phò nói bổn tọa không đứng đắn lục thiên thiên nói theo trưởng môn vừa rồi nháy mắt ra hiệu hành vi đến xem xác thực không đứng đắn quân thường tiếu bất lực co quắp trên ghế trong lòng ngao gào to ta chỉ là đem nam nhân là đẹp trai nhất một mặt bày ra a trưởng môn lục thiên thiên nói ngươi cảm thấy cái này dịu hoa cung cung chủ thế nào quân thường tiếu chi tiết nói thanh âm êm tai cười rộ lên bộ dáng cũng rất đẹp lời này có một loại khác hàm nghĩa cũng là nói cho đại đệ tử ngươi lúc nào có thể nói chuyện êm tai điểm lúc nào có thế cười rộ lên lục thiên thiên tự nhiên nghe không hiểu vẫn là lạnh như băng nói ngươi nhìn chỉ là mặt ngoài theo ta được biết cái này hề tịnh tuyền là một cái nhân vật hung ác ồ quân thường tiếu nói làm sao hung ác có truyền văn nói nàng tại tiếp nhận cung chủ về sau mệnh lệnh đệ tử tìm kiếm mình cha mẹ ruột. Lục Thiên Thiên nói đây là là việc thường tình. Quân Thường Tiếu nói Lục Thiên Thiên nói về sau hệ Tịnh Tuyền tìm tới phụ mẫu sau đó tự tay giết chết bọn họ. Quân Thường Tiếu trợn tròn con mắt đem chính mình hài tử vứt bỏ cố nhiên đáng hận đáng ghét nhưng thân là con của người làm ra giết cha thí mẹ sự việc đến cái này tâm lý tuyệt đối có vấn đề a. À? quân trưởng môn rất khó tưởng tượng, như thế một cái xinh đẹp ôm nhu nữ nhân, sẽ làm ra như thế cực đoan sự việc tới. Mấy năm trước, có một cái lục lưu môn phái đắc tội diệu hoa cung. Lục thiên thiên nói, ba ngày sau, môn phái trên dưới 5.000 miệng toàn bộ phơi thay diễn võ trường, liền gia súc đều không thể may mắn thoát khỏi. Ta đi, quân thường tiếu cả kinh nói, đây cũng quá hung ác a à. Việc người gia môn phái sự việc, quân trưởng môn cũng đã làm, nhưng quan có đầu nợ có chủ chỉ giết linh tuyền tông tông chủ và trưởng lão, phân phát thừa xung quanh đệ tử. Loại này huyết tinh tàn khốc toàn diệt, quả thực làm cho người giận sôi. Diệu hoa cung là tà phái, chính phái, cái kia lục lưu môn phái là tà phái, chính phái, đã đều là chính phái, diệt một cái lục lưu môn phái, không người nào nói, có, lục thiên thiên nói, lục lưu môn phái hậu trường, tứ lưu tông môn tông chủ từng đi diệu hoa cung hương sư vấn tội, kết quả bị hề tịnh tuyền đánh thành trọng thương, quân thường tiếu khóe miệng co giật nữ nhân kia nhìn như người vô hại và vật vô hại, thì ra như vậy xấu bụng tàn bạo. Đột nhiên, quân thường tiếu trước mắt bày biện ra một bức tranh, trong phòng tối, hề tịnh tuyền vai đối diện mình, sau đó chậm rãi xoay người, dơ lên nhún máu đao, hướng về phía sắc mặt mình giữ tận cười quá dị. Nghĩ đến đó, quân trưởng môn nhất thời giật mình mạnh một cái, thầm nghĩ, quả nhiên là nhân vật hung ác, dịu hoa cung sương phòng bên trong. Hề tịnh tuyền vừa mới ngồi trên ghế, liền cười nói, lệ nhi, Thiếp cúc phái trưởng môn thanh âm nghe thật trẻ tuổi, bên ngoài ánh mắt tuy nhiên thanh tịnh, đáng tiếc trống rỗng vô thần. Cung chủ, gọi lệ nhi diệu hoa cung đệ tử nói, tên kia, nhìn qua giống như có 18 tuổi đi. Hề tịnh tuyền nỉ non nói, có thể lấy bác lưu môn phái đánh bại lục lưu môn phái, nhất định là cái không tệ nam nhân. Chỉ tiếc, nói đến đây, nàng cúi đầu xuống, có chút quể oải nói, không thể tận mắt xem xét hắn dáng dấp ra sao. Lệ nhi sắc mặt xôn xao biến đổi, vội vàng nói, cung chủ nơi này là buổi đấu giá rất nhiều thế lực đều tại người có thể ngàn vạn không thể nghĩ lung tung mấy tên diệu hoa cung đệ tử cũng là hoảng sợ không thôi tiến lên tranh nhau an ủi cung chủ sơ qua hề tịnh tuyền ngẩng đầu trên mặt quể oải bị nụ cười bao trùm nói ta biết a à, ta biết á à. hô nhìn thấy cung chủ vẻ mặt tươi cười chúng đệ tử thở một hơi dài nhẹ nhõm căng cứng tâm cảnh cũng dần dần trầm tĩnh lại quân thường tiếu hề tịnh tuyền nỉ non nói nếu như mắt ta có một ngày chữa tốt khẳng định muốn xem thử xem ngươi là dạng gì nam nhân lệ nhi nói cung chủ một cái bác lưu môn phái cũng đừng nhớ thương không chừng hôm nào bị người khác diệt một tên nữ đệ tử nói ta nghe nói thiếp cốt phái cùng thánh tuyền tông định năm tiếp theo ước hẹn cái này muốn thua về sau khẳng định khó có thể trên giang hồ đặt chân a à, hệ tịnh tuyền kinh ngạc nói quân trưởng môn còn muốn đi khiêu chiến ngũ lưu tông môn nha lệ nhi nói chính mình thực lực chính mình không rõ ràng a à, nhất định phải đi khiêu chiến thánh tuyền tông, đây chính là điển hình tìm đường chết, cho nên tông chủ không cần để ý, buổi đấu giá kết thúc, đi hỏi thăm một chút, thiết quốc phái đi khiêu chiến thánh tuyền tông thời gian cụ thể, nếu như có rảnh rỗi ta đi xem đi nghe một chút, hề tịnh tuyền có chút mong đợi nói, chúng đệ tử im lặng, cung chủ làm sao lại nhớ thương lên lẳng lặng vô danh thiết quốc phái trưởng môn, chương 219, tham dự đấu giá ngã gia sàn bán đấu giá, theo thế lực khắp nơi không ngừng tràn vào, thanh đồng trong vùng đã chật nít người, đây đều là xem náo nhiệt, đấu giá quân chủ lực tại lầu hai phòng cao thượng, rất nhiều thế lực vào chỗ về sau, đã bắt đầu xoa tay vò tay, còn cao nhất quy cách lầu ba, lần lượt có hai cái ngũ lưu tông môn tiến đến, biết được bên cạnh là tứ lưu diệu hoa cung, nhất thời trở nên đê điều, tại đẳng cấp thấp môn phái trong mắt, ngũ lưu tông môn là quái vật khổng lồ, tại ngũ lưu tông môn trong mắt, so với càng cao tứ lưu tông môn đồng dạng là quái vật khổng lồ vạn vạn đắc tội không nổi đương nhiên một chút lục lưu môn phái cũng nắm giữ bạch kim thẻ được an trí tại lầu ba bởi vì tới gần gian phòng ngồi có thể là ngũ lưu tông môn lão đại cho nên vô cùng cẩn thận cẩn thận sợ không cẩn thận trêu chọc phải nhưng khi bọn hắn thông qua cửa sổ nhìn thấy quân thường tiếu ánh mắt đều nổi lên kinh ngạc lục lưu kình thiên môn trưởng lão có chút buồn bực nói đây là cái nào đại tông môn đệ tử nhìn rất lạ mắt nha trưởng lão một tên đệ tử thấp giọng nói đây chính là thiết cốt phái trưởng môn quân thường tiếu người trưởng lão kia bực tức nói một cái bác lưu môn phái làm sao có thể cùng chúng ta bình khởi bình tọa kình thiên môn là bên ngoài quận lục lưu môn phái trên thực lực cũng mạnh hơn hạo khí môn cho nên kiêu ngạo lớn nha tự nhiên không cách nào nhẫn nhịn thiết cốt phái cùng mình cùng một chỗ ngồi tại lầu ba hắn bên ngoài quận môn phái Biết được một cái bát lưu môn phái sen lẫn trong lầu ba, cũng đều cảm giác bị nhục nhã, nhìn về phía quân thường tiếu, đầy mắt tất cả đều là xem thường, cái này muốn tại nhà mình địa bàn, đã sớm lật bàn, cao cấp môn phái có cao cấp môn phái tôn nghiêm, cùng cấp thấp môn phái cùng một chỗ, tuyệt đối hạ giá, nhưng là, bọn họ không thể làm gì, bởi vì quân trưởng môn có bạch kim thẻ, chật chật, bắt được đại môn bài ánh mắt bên trong mang theo khinh thường cùng lạnh lùng, quân thường tiếu nói, nhìn lấy, ta ngồi tại phòng không nên ngồi, trong mắt bọn hắn trưởng môn nên ở lầu 1. Lục Thiên Thiên nói, có phải hay không rất giận, quân thường tiếu nói, đến nha, đến đánh ta nha. Khi các thế lực vào chỗ về sau, ngã thượng nghệ xuất hiện ở phía dưới trên đài đấu giá, ồn ào hội trường, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Ngã gia chủ cất cao giọng nói, cảm tạ chư vị trong lúc cấp bách tham gia ta ngã gia tổ chức buổi đấu giá, tiếp xuống, tới nơi này đều là vì đang dược, không ai nguyện ý nghe tiếng phổ thông, cho nên đi thẳng vào vấn đề nói, bắt đầu tiến hành đang dược đấu giá. Câu nói này trong nháy mắt thiêu đốt bầu không khí, những cái kia đối đang dược tình thế bắt buộc thế lực khắp nơi, có tại trong sương phòng đều đứng lên, ngã thượng nghệ vất tay, đem một khỏa liệu thương đang thả tại trên đài đấu giá, nói, có quan hệ liệu thương đang tác dụng, ngã mổ thì không làm giải thích, giá khởi đầu 30 vạn, 30 vạn, ngồi tại trong sương phòng quân thường tiếu, kinh ngạc nói, định giá cao như vậy, đấu giá bắt đầu. Ngã thượng nghệ vừa dứt lời, lầu hai phòng nhỏ thì có thế lực hô, 400 ngàn, 500 ngàn, lần thứ nhất quan sát đấu giá quân thường tiếu, khóe miệng co giật lên, vừa dứt lời thì đấu giá kịch liệt như vậy, nhìn lấy ngã gia định 30 vạn, không hề có một chút vấn đề, một triệu, nhưng vào lúc này, đối diện phòng nhỏ truyền đến thanh thúy thanh âm, hiển nhiên xuất từ hề tịnh tuyền miệng, quân thường tiếu trừng to mắt, 500 ngàn trực tiếp tăng lên tới một triệu, nữ nhân này thật sự là nhân vật hung ác. Nghĩ đến nàng có thể muốn dựa vào liệu thương đang đến trị liệu nhanh mắt, coi như 10 triệu, chỉ sợ cũng nguyện ý bán đi. Đổi vị suy nghĩ, nếu như mình hai mắt mù, biết nghịch thiên liệu thương đang, khẳng định cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào mua lại. Cô nương, ngươi nhất định thất vọng, không nói trước, liệu thương đang có thể hay không chữa tốt ngươi nhanh mắt, vẻn vẹn cảnh giới, liền đã bị hạn chế. Quân thường tiếu không cho rằng, diệu hoa cung cung chủ thực lực chỉ có khai mạch hoặc vũ đồ tầng thứ làm hề tịnh tuyền hô lên một triệu đấu giá giá về sau, hội trường hoàn toàn yên tĩnh, không ai còn dám theo ra giá, không phải không tiền, là không dám, bọn họ cũng đều biết, thanh âm xuất từ diệu hoa cung chỗ phòng nhỏ, theo một cái tứ lưu tông môn đấu giá, cái này không phải là sống chán à, quân thường tiếu sờ mũi một cái, nói, có chút không ổn nha, hề tịnh tuyền hô lên một triệu, giá cả khẳng định hài lòng. Nhưng nếu như đằng sau đang dược từ ngũ lưu tông môn trước kêu giá, mọi người kiên kỵ không dám theo đấu giá, làm sao kiếm nhiều tiền. Vấn đề này, ngã gia cũng có nghĩ qua, cho nên mới sẽ định giá 30 vạn lượng, mà lại văn bản rõ ràng quy định, cùng một tên võ giả hoặc thế lực, muốn tiếp tục đấu giá viên thứ hai, phải thanh toán gấp đôi giá cả, giá khởi đầu 30 vạn, đấu giá 400 ngàn nắm mắt tới tay, viên thứ hai cũng là 800 ngàn, cho nên, đại tông môn nhiều lắm là chỉ có thể lấy giá thấp nhất lấy đi một khỏa lần này đấu giá liệu thương đang cùng sở hữu 20 khỏa, rất nhiều nhất định phải được thế lực, cũng đều nghĩ đến có thế mua một khỏa thì là đủ, thấy không người tiếp tục theo đập, ngã thượng nghệ liền hô ba tiếng, một chù y vừa dứt, tuyên bố bài khỏa liệu thương đang lấy một triệu giá cả bị diệu hoa cung đập. Trên thực tế, hắn biết diệu hoa cung hội tham dự đấu giá, có thể cho 400 ngàn cũng không tệ, không nghĩ tới người ta có tiền, trực tiếp nâng giá một triệu, cái kia thỏa thỏa kiếm lớn, ngã gia chủ. Hề tịnh tuyền nói, có thể hay không trước đêm đang dược mang lên đâu, có thể, có thể, ngã thượng nghệ vội vàng tự mình leo lên lầu ba, đem liệu thương đang để lên bàn, như là hiểu rõ nữ nhân này đấu giá xuống tới mục đích, lần nữa cường điệu nói, hề cung chủ, liệu thương đang hiệu quả trị liệu chỉ thích hợp với khai mạch cùng vũ đồ, ta hiểu rõ. Hề tịnh tuyền nói, ngã thượng nghệ không lại quấy rầy, vội vàng cáo từ rời đi, cái này nhìn như phổ thông đang dược, thật sự có thế trong nháy mắt khôi phục thương thế. Lệ Nhi nghi ngờ nói, hề tịnh tuyền tuy nhiên mù, nhưng tựa như có thể cảm nhận được đang dược tồn tại, ngón tay ngọc nhẹ nhàng nắm, nỉ non nói, hy vọng có kỳ tích phát sinh đi, nói, nhẹ nhàng mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đem đang dược nuốt vào, chỉ tiếc, đang dược tại thể nội bay hơi về sau, nàng tầm mắt vẫn hiện ra một vùng tăm tối, hề tịnh tuyền thần sắc cô đơn, cúi đầu xuống uể oải nói, vẫn chưa được đâu, cung chủ lệ nhi vội vàng an ủi ngã gia chủ nói rất rõ đan dược chỉ thích hợp với khai mạch cùng vũ đồ không thể trị tốt cũng hợp tình hợp lý a à. đúng vậy a à. một tên đệ tử phụ họa nói có lẽ ngã gia biết luyện chế ra càng mạnh đan dược đến lúc đó nhất định có thể trị hết cung chủ nhanh mắt nhìn thấy cung chủ lại như đưa đám diệu hoa cung các đệ tử lần nữa khẩn trương lên có đạo lý hề tịnh tuyền ngẩng đầu rực rỡ cười rộ lên hô mọi người như trút được gánh nặng Đối diện trong sương phòng quân thường tiếu nỉ non nói, nữ nhân kia cũng đã ăn vào đan dược, nghiệm chứng không có hiệu quả về sau, khẳng định sẽ rất thất vọng, cùng trưởng môn có quan hệ sao. Lục thiên thiên thình lình mở miệng nói, Ây, quân thường tiếu khẽ giật mình, nói, giống như không có quan hệ gì, về đến bàn đấu giá ngã gia chủ, tiếp tục chủ trì đấu giá, sau đó viên thứ hai vừa hô lên đấu giá giá, lầu ba bên trong ngũ lưu tông môn đầu tiên hô lên 400 000 đang muốn há miệng thế lực khắp nơi, nhất thời ngừng lời nói, tứ lưu môn phái không thể trêu vào, ngũ lưu môn phái cũng tương tự không thể trêu vào, thấy không người đấu giá, ngã gia chủ tối thở dài một hơi, kết quả này đã sớm ngờ tới qua, 400 ngàn thì 400 ngàn đi, dù sao cũng liền tới một cái tứ lưu, hai cái ngũ lưu, vận may tông, 400 ngàn một lần, vận may tông, 400 ngàn hai lần, vận may tông, 400 ngàn, đang lúc ngã gia chủ dơ lên cái búa đập xuống thời điểm, lầu ba vang lên thanh âm, 500 ngàn, giác, ngã thượng nghệ thần sắc ngốc trệ, bởi vì, kêu giá người là quân trưởng môn, vậy, chương 220, thật sự là đang đấu giá. Làm quân thường tiếu hô lên 500 ngàn về sau, ngã thượng nghệ trong lòng khẽ giật mình, chính mình đấu giá từ tự luyện chế đang dược, quân trưởng môn đây là đang diễn vỡ kịch nào, dù sao là người làm ăn, đầu xoay chuyển tặc nhanh, lập tức ý thức được, hắn đây là muốn đi lên nâng giá, không tệ quân thường tiếu cũng là nâng giá, chính mình cực khổ luyện chế ra đến đan dược, làm sao có thể để ngươi 400 ngàn lấy đi, hệ thống đậu đen rau muốn nói, cơ giới hóa luyện đan, ký chủ rất vất vả, quân thường tiếu không để ý nàng, đem ánh mắt dời về phía hồng vận tông vị trí, vừa tốt cùng kêu giá trưởng lão ánh mắt đối kháng, trên mặt xuất hiện người vô hại và vật vô hại mỉm cười, đáng giận gia hỏa, trưởng lão kia trong lòng dâng lên lửa giận tới, vốn cho rằng nhất định phải được, không nghĩ tới sắp thành giao lúc, lại đột nhiên giết ra một cái thiết cốt phái. Đây không phải tiền vấn đề, là môn phái vinh dự vấn đề. Một cái nho nhỏ bác lưu môn phái, từ đâu tới nhi đảm lượng, dám cùng ngũ lưu tông môn đấu giá. Bởi vì quân thường tiếu đột nhiên đấu giá, thanh đồng khu các phương võ giả cùng nhau nhìn lấy, khóe miệng hiện ra nghiền ngẫm mỉm cười, dám cùng hồng vận tông đấu giá, thiết cốt phái thực ngưu tiểu tử, trưởng lão kia trầm giọng nói, ngươi khẳng định muốn cùng ta hồng vận tông đấu giá. Cái này rõ ràng là đang cảnh cáo thiết quốc phái, quân thường tiếu nhún nhún vai, nói, bán đấu giá quy củ không phải liền là đấu giá sao? Chẳng lẽ quân mổ không có đấu giá quyền lợi, lời nói là không tệ, nhưng ngươi cũng không nhìn một chút, tại cùng người nào đấu giá, cái này thiết quốc phái trưởng môn não tử có phải hay không có vấn đề, sự việc đơn giản như vậy đều không nghĩ ra, là, là, hắn muốn não tử bình thường, làm thế nào có thể hướng thánh tuyền tông định năm tiếp theo ước hẹn đây, nghĩ đến đó, rất nhiều võ giả nụ cười càng hơn, vô cùng vui lòng đi xem thiết cốt phái như thế nào nhiều kiểu tìm đường chết. Hừ, Hồng Vận Tông trưởng lão lạnh hừ một tiếng, nói, 600 ngàn, 700 ngàn. Quân thường tiếu nói, nghe được hắn lại tiếp tục theo giá, trưởng lão ánh mắt lửa giận càng hơn. Nhiều như vậy thế lực ở hiện trường, hắn là cố ý cùng ta Hồng Vận Tông treo chọc lên. Quân trưởng môn, trưởng lão trầm mặt nói, hậu sinh khả úy A, à, ai, quân thường tiếu nói, không dối gạt tiền bối, môn phái người bị thương, đang dược nhất định phải lấy xuống. Nghe được câu này, người trưởng lão kia kém chút thổ huyết. Diệu hoa cung vừa rồi kêu giá ngươi làm sao không đấu giá, đến phiên ta hồng vận tông thì từng bước ép sát, là cho rằng ngũ lưu so tứ lưu dễ khi dễ sao. 800 ngàn, hồng vận tông trưởng lão hô, 900 ngàn. Quân thường tiếu lần nữa theo giá, hồng vận tông trưởng lão nheo mắt lại, nói, nhìn lấy, quân trưởng môn rất có tiền nha, tạm được. Quân thường tiếu run run vai nói, tại hạo khí môn kiếm lời 10 triệu, tốn trăm tám trăm ngàn không quan tâm, các phái thế lực khóe miệng co giật, hạo khí môn chơi đánh cược, thắng 10 triệu, bọn họ nghe nói qua, nói thật ra, tiền không ít, nhưng ở ngũ lưu tông môn trước mặt một bộ không quan tâm tiền bộ dáng, đó là thật phách lối A, à. đáng giận, một cái bát lưu môn phái, ở trước mặt lão phu khoe của, 150 vạn, hồng vận tông trầm giọng nói, tông môn phải có tông môn tôn nghiêm, nâng giá phải có bá lực, từ bỏ. Quân thường tiếu nói, giác, hồng vận tông trưởng lão thần sắc ngốc trệ, hắn sao có thể không theo đập, sao có thể từ bỏ, hô lên 150 vạn, cũng là trực tiếp đem giá cả nâng lên, nếu như thiết cốt phái còn theo, vậy mình liền từ bỏ, hồng vận tông trưởng lão không ngốc, giá cao mua một cái liệu thương đang khẳng định không được, tiểu tử kia đã cho rằng rất có tiền, khẳng định đến làm cho hắn nhiều tiêu ít tiền mua lại, chính mình nếu không đi đấu giá tiếp theo khỏa, đáng tiếc, quân thường tiếu cũng không ngốc. Hắn vốn chính là cố ý nâng giá, lý tưởng đếm là một triệu, không nghĩ tới đối phương nâng lên 150 vạn, khẳng định liền từ bỏ, tất cả đều là thói quen. Hồng Vận Tông, Hồng Vận Tông, Hồng Vận Tông, 150 vạn ba lần, 3, giải quyết dứt khoát. Hồng Vận Tông trưởng lão thất bại trong gan tất, sau cùng bị Quân Thường Tiếu cho bộ, lấy 150 vạn giá sau cùng mua xuống viên thứ hai liệu thương đan, tâm lý gọi là một cái ký, ngã thượng nghệ thầm nghĩ, Quân trưởng môn ngươi chơi như vậy, thì không sợ đắc tội ngũ lưu tông môn A, đấu giá tiếp tục, tiên thứ ba liệu thương đang vẫn là 30 vạn giá khởi đầu, thủy chung trầm mặt một cái khác ngũ lưu tông môn thính vũ các đầu tiên hô lên 400 ngàn, không hề nghi ngờ, không ai dám theo nhà, đồng thời cùng nhau nhìn về phía thiết cốt phái chỗ phòng nhỏ, nghĩ thầm, tiểu tử này theo đập sao, 500 ngàn. Quân thường tiếu nói, quả nhiên, tên này lại bắt đầu cùng ngũ lưu tông môn kiêu chiến, 600 ngàn. Ngồi tại trong sương phòng thính vũ các thiếu các chủ thản nhiên nói, tiểu tử, trước cùng hồng vận tông đấu giá, hiện tại lại cùng ta thính vũ các đấu giá, ngươi là ăn gan hùng mật gấu sao, 700.000. Quân thường tiếu nói, 800.000, 900.000, 1 triệu, vị này thiếu các chủ tuổi chừng chừng 20, chính là huyết khí phương cương lúc, làm sao nhẫn nhịn một cái lục lưu môn phái ở đây phách lối, từ bỏ, đạt tới 1 triệu mong muốn về sau quân thường tiếu quả quyết từ bỏ ngoặc kép ngoặc kép mọi người khóe miệng co giật lên giờ phút này bọn họ ý thức được con hàng này thì là cố ý tại cố tình nâng giá hồng vận tông cùng thính vũ các tự nhiên cũng nhìn ra thân ở trong sương phòng các đệ tử nhao nhao trợn mắt nhìn quân thường tiếu chẳng hề để ý đây đều là bên ngoài quận thế lực buổi đấu giá sau khi kết thúc còn có thể hay không gặp được cũng khó nói đắc tội thì đắc tội đi huống chi cũng chỉ là là đấu giá đang dược bọn họ muốn quan tâm một chút kia món tiền nhỏ, thì bụng dạ hẹp hòi. Hai cái ngũ lưu tông môn đương nhiên sẽ không để ý mấy chục vạn lượng, để ý là con hàng này ác ý đấu giá. Nhưng là, viên thứ tư liệu thương đang bắt đầu lên giá, quân thường tiếu mở miệng trước nói, 400 ngàn, hắn đây là tại dùng hành động nói cho ở hiện trường võ giả, chính mình là thật muốn đấu giá, không phải cố ý quấy rối, cơ hội tới. Thính vũ các thiếu các chủ lúc này hô, 500 ngàn, tiểu tử, ngươi để cho ta dùng nhiều 600 ngàn, không ra điểm huyết lấy đi cái kia tại sao có thể, thiếu các chủ, một tên đệ tử nhắc nhở, chúng ta vừa mua xuống một khỏa, dựa theo bán đấu giá quy định, 500 ngàn cầm xuống, liền muốn thanh toán một triệu tiền bạc, thiếu các chủ ông tay nói, ta liền tùy tiện nhất một chút giá, tiểu tử kia nếu như theo, khẳng định sẽ từ bỏ, 600 ngàn, 700 ngàn, 800 ngàn, 900 ngàn, hô lên cái giá tiền này về sau, thiếu các chủ đã làm tốt từ bỏ chuẩn bị, bởi vì ý tứ rất đơn giản, ta hoa một triệu, ngươi cũng phải tốn một trăm, từ bỏ, giác, thiếu các chủ thần sắc ngốc trệ, tiếp theo ở trong lòng gầm thét lên, hắn sao có thể từ bỏ, ba, ngã gia chủ một chù y vừa dứt, nói, thính vũ cắt lấy một triệu giá cả đập đến viên thứ tư liệu thương đan, theo quy định cần thanh toán hai triệu, ngoặc kép, ngoặc kép, mọi người khóe miệng kịch liệt run rẩy bọn họ cũng đều biết, Thính vũ các thiếu các chủ là cố ý tại cố tình nâng giá, kết quả bi kịch bị hất chân, cắt, quân thường tiếu ngồi tại trong sương phòng, hai chân tréo ngoảy, thản nhiên nói, cùng ta đấu. Ngươi còn non điểm, đáng giận gia hỏa, thính vũ các thiếu các chủ tức giận đến nắm chặt tay vịn, đấu giá tiếp tục tiến hành, vì biểu thị chính mình thật sự là đấu giá, ngã gia chủ hô ra giá cả về sau, quân thường tiếu lại là trước tiên nói, 40, 50, thiếu các chủ lại lên giá hắn nhất định phải đem tên kia hố một lần nếu không làm sao xứng đáng chính mình ngũ lưu tông môn thiếu các chủ thân phận từ bỏ giác thiếu các chủ thần sắc ngốc trệ tên này từ bỏ cũng quá con mẹ nó nhanh đi